Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 105. Nhưng lại không thấy. Tiêu Phi Yên thầm cau mày, chẳng lẽ tên nhóc này không đến? Hay là mình đoán nhầm, cậu ta không phải người đó? Công chúa Linh Nhi, tôi tên là Thẩm Thiên Kiêu, đây là món quà của tôi tặng cô. Một miếng sắt thần hơn hàng triệu năm. Công chúa Linh Nhi, tôi là Lâm Chân Nguyên. Tôi tặng cô một quả trứng phượng thượng cổ. Công chúa Linh Nhi, tôi đại diện cho Sơn Hà Tông. Ngoại trừ mấy vương tộc, thanh niên của các tông môn khác đều lên tiếng tặng quà. Đây là cơ hội duy nhất được nói chuyện với Lục Linh Nhi của họ. Cảm ơn. Lục Linh Nhi cười xinh đẹp đáp lại. À, Linh Nhi điện hạ cười với tôi. Mẹ kiếp, rõ ràng điện hạ cười với tôi. Thanh niên của các tông môn đều tranh nhau đỏ mặt tía tai. Khóe miệng Tù Thiên nhếch lên nụ cười lạnh lùng, rồi lại lướt nhìn cửa lớn đế cung một cái, xem ra tên phế vật này sẽ không đến. Ha ha, hay cho mình còn hẹn hắn lên võ đài chiến một trận. Tù Thiên ơi là Tù Thiên, mày đang nghĩ gì vậy? Tên phế vật này làm sao có thể là đối thủ của mày? Trong lúc Thầm lắc đầu, ở cửa lớn đế cung vang lên một giọng nói. Thánh tử ma tộc, Dạ Thần, đến. Cái gì? Tù Thiên ngẩn người, ngạc nhiên ngẩng đầu. Đến rồi. Tiêu Phi Yên sáng mắt lên, mau chóng nhìn ra cửa lớn đế cung. Soạt. Các võ giả khác cũng không hẹn mà cùng dừng lại, nhìn về phía cửa lớn đế cung. Vì mọi việc thực sự quá đột ngột. Theo lý mà nói, sau khi thần hậu và công chúa xuất hiện, các vị khách khác không có tư cách đi vào đại điện đế cung. Quay đầu nhìn. Diệp Bắc Minh dẫn Nguyễn Thanh Từ chậm rãi đi vào. Tù Thiên hừ lạnh lùng một tiếng, Dạ Thần, mày đến muộn rồi. Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng, tao có thói quen đến sớm ư. Suýt, vãi. Mọi người hít khí lạnh. Sau đó, cả đại điện đế cung yên tĩnh. Đôi mắt của ba người Ngô Thao, tông chủ Võ Cực Tông, Lão Hà đầy máu, khóa chặt anh. Vũ Văn Phong và Vũ Sung Tiêu cũng ngạc nhiên nhìn Diệp Bắc Minh, quả nhiên tên nhóc này hống hách như lời đồn. To gan. Tù Thiên quát một tiếng, trước mắt thần hậu và công chúa, mày dám ăn nói ngông cuồng. Diệp Bắc Minh chẳng thèm quan tâm, bước một bước đến trước Tù Thiên, mày đang dạy tao làm việc hả? Giơ tay tát một cái. Bốp. Tiếng giòn tan thanh thúy truyền khắp cả đại điện. Cái tát này không mạnh, thậm chí không còn có bất kỳ lực sát thương nào. Chỉ có một tiếng vang thanh thúy. Đại điện đế cung rơi vào yên tĩnh như chết, tất cả mọi người hoàn toàn hóa đá. Mấy trăm nghìn đôi mắt suýt chút nữa trừng ra ngoài, không dám tin tưởng nhìn mọi chuyện đang xảy ra. Trong đầu tất cả mọi người không hẹn mà cùng hiện lên hai chữ, nhục nhã. Đây quả thật là nhục nhã một cách trần trụi. Mày! Mày dám đánh tao ư? Giọng nói và cơ thể của Tù Thiên đều đang run rẩy, nhưng anh ta không hề né tránh. Không phải Tù Thiên không tránh thoát được, mà căn bản là anh ta không nghĩ tới Diệp Bắc Minh dám tát anh ta một bạt tai trước mặt mọi người. Mà tất cả điều này thật sự đã xảy ra. Gò má đau rát. Một giây sau, đôi mắt của Tù Thiên trở nên đỏ bừng, luồng khí lạnh băng, giết chóc bộc phát. Anh ta trông giống như một con thú hoang đã đói bụng suốt 3 ngày 3 đêm, con mẹ nó, mày dám đánh tao. Mày đi chết đi cho tao. Tù Thiên trực tiếp nổi giận, giơ tay đấm về phía đầu Diệp Bắc Minh. Sóng khí đáng sợ lập tức lan rộng khắp toàn bộ đại điện đế cung. Bù, một tiếng vang trầm, trận pháp phòng ngự của đế cung chủ động mở ra. Tù Thiên, anh điên rồi sao? Dám ra tay ngay trước mặt thần hậu. Một bóng người chặn lại trước mặt Diệp Bắc Minh, vững vàng đón lấy cú đấm tràn đầy tức giận của Tù Thiên. Ầm. Sóng khí đầy trời nổ tung, Tiêu Trấn Quốc lùi lại 7-8 bước. Toàn bộ đại điện đế cung cũng rung chuyển một chút, có thể tưởng tượng được uy lực của một đòn này khủng bố đến cỡ nào. Đôi mắt của Tù Thiên đỏ như máu, anh ta gầm nhẹ, trên người tỏa ra hơi thở chết chóc, thằng nhóc này làm nhục tôi, nó đáng chết. Tiêu Trấn Quốc quát nhỏ một tiếng, im ngay. Hôm nay chính là sinh nhật 100 tuổi của công chúa, anh dám ra tay ngay trước mặt thần hậu trong một dịp quan trọng như vậy sao? Muốn chết ư, còn không mau quỳ xuống.
Tiêu Trấn Quốc thật sự nổi giận. Đương nhiên, ông ta hoàn toàn không quan tâm đến mâu thuẫn giữa Tù Thiên và Dạ Thần. Ông ta chỉ quan tâm rằng nếu Tù Thiên thật sự ra tay với Dạ Thần, kế hoạch của ông ta sẽ bị ảnh hưởng. Cái gì? Bắt tôi quỳ xuống. Tù Thiên cắn chặt răng, gần như phát điên, rõ ràng là do thằng nhóc ra tay trước, vì sao bắt tôi quỳ xuống? Tiêu Trấn Quốc lạnh lùng nói, anh nói nhảm quá nhiều rồi đấy, tôi bảo anh quỳ xuống. Nhận lỗi với thần hậu và công chúa. Tiêu Trấn Quốc, ông. Đôi mắt của Tù Thiên đỏ như máu. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên bên ngoài đại điện đế cung, Thiên Nhi, quỳ xuống. Âm thanh này là... Người trong đại điện đế cung quay đầu, chỉ thấy một người đàn ông với mái tóc rậm rạp như sư tử đang đi về phía họ. Một luồng hơi thở bá vương tỏa ra, vậy mà có thể nghiền ép Tiêu Phi Yên. Mọi người giật mình. Tiêu Phi Yên nheo mắt lại, Tù sư, sao ông ta lại tới đây? Bố, tại sao chứ? Tù Thiên gầm nhẹ một tiếng. Trên mặt Tù sư không có biểu tình gì, tôi bảo anh quỳ xuống. Dù Tù Thiên không cam lòng đến đâu, cũng phải chịu khuất nhục, anh ta chỉ có thể nuốt hết tất cả oán hận vào trong lòng, vâng. Bịch. Đối mặt với Tiêu Phi Yên và Lục Linh Nhi, anh ta quỳ xuống nói, thần hậu, công chúa điện hạ, là do tôi mạo phạm. Tiêu Phi Yên đang định nói. Tù sư trực tiếp quay đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Diệp Bắc Minh, cậu chính là ngươi nói muốn tiêu diệt toàn bộ nguyên tộc. Là tôi. Diệp Bắc Minh quả quyết thừa nhận. SSSS. Mọi người trong đại điện đế cung sợ hãi đến mức tim gần như ngừng đập. Đám người Ngô Thao, Vũ Cực Tông Chủ, Lão Hà, Bạch Tông Hà đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Tiêu Trấn Quốc có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn Diệp Bắc Minh không khỏi nghiêm túc ba phần. A, đôi mắt đẹp của Lục Linh Nhi chợt lóe lên. Người này có vẻ không giống với những thanh niên A Dua nịnh hót kia. Tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Nghê Hoàng ở bên cạnh Lục Linh Nhi, trong kinh hãi mang theo ba phần trần trờ nhìn sang. Chỉ có Tiêu Phi Yên âm thầm cười lạnh, thằng nhóc này còn dám bảo bổn hậu biến đi, Tù sư ông thì tính là gì? Một luồng sát khí như sóng thần nghiền ép mà đến, khí thế vô cùng hung mãnh. Gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Thanh Từ lập tức trở nên trắng bệch, suýt nữa bị ép quỳ xuống tại chỗ. Diệp Bắc Minh bước lên một bước chắn trước người Nguyễn Thanh Từ, đối mặt với sát ý đáng sợ của Tù sư. Một lát sau. Ha 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 ha. Tù sư ngửa mặt lên trời cười to, không hổ là thánh tử của ma tộc. Nếu có cơ hội, bổn vương sẽ tự mình đi đến Phong Ma Cốc một chuyến, hy vọng cậu có thể sống đến lúc đó. Trong lòng mọi người run lên. Bổn vương. Vậy mà tù sư lại tự xưng là bổn vương. Trong nguyên tộc, chỉ có một nhánh họ Nguyên mới là vương tộc do thần quân Hỗn Độn sắc phong, mặc dù họ Tù cũng là một nhánh của nguyên tộc, nhưng căn bản không được gọi là vương tộc. Lẽ nào tù sư muốn tạo phản? Giọng nói của Tiêu Phi Yên trầm xuống, tù sư, bổn hậu còn nhớ rõ thần quân không có phong vương cho tù tộc thì phải. Tù sư nhếch miệng cười một tiếng, thần hậu, tin tức của ngài có chút lạc hậu rồi. Sau khi nguyên vương qua đời, nguyên tộc không có người đứng đầu. Các trưởng lão trong tộc đều nhất trí thông qua bầu tôi, tù sư tạm thời tiếp quản vị trí nguyên vương. Lần này bổn vương tới đế đô. Cũng là vì xin thần quân hạ chỉ, để tôi kế thừa vị trí nguyên vương, tiện thể đổi nguyên tộc thành tù tộc. Còn có một chuyện nữa, con trai Tù Thiên của tôi rất ngưỡng mộ công chúa Linh Nhi, hy vọng thần hậu trực tiếp ban hôn cho hai người bọn họ. Ông ta vừa dứt lời. Toàn trường hoàn toàn tĩnh lặng. Mấy trăm nghìn đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía Tù sư. Ngay cả Tù Thiên cũng vỗ vỗ đầu gối, chậm rãi đứng lên, khóe miệng mang theo vẻ nghiền ngẫm. Lục Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt của Nghê Hoàng lóe lên, đã sớm nghe nói Tù sư muốn làm phản, nhưng không ngờ đó là sự thật. Ông! Trong mắt Tiêu Phi Yên bộc phát ra lửa giận kinh người, đang muốn phát tác. Lão Thái Giám ở một bên truyền âm, thần hậu, tuyệt đối không thể làm vậy. Hiện tại không phải lúc trở mặt với Tù sư. Tiêu Phi Yên cố gắng đè xuống ý nghĩ giết người. Bà ta khôi phục vẻ bình tĩnh. Tù sư, lẽ nào ông không nghe nói sao? Bổn hậu đã hạ lệnh,
hôm nay tỷ võ kén rể. Chỉ cần là người tu võ đủ tuổi trong thần quốc hỗn độn, tất cả đều có thể tham gia cuộc thi ngày hôm nay. Người chiến thắng mới có thể trở thành vị hôn phu của Linh Nhi. Nếu tù sư nói sớm hơn, bổn hậu đã đồng ý rồi. Đáng tiếc, cuộc thi hôm nay là do thần quân quyết định, lẽ nào ông muốn thần quân vì nhà họ tù mà trở thành một người lật lọng? Hình như ông chưa đủ tư cách đó thì phải, Tiêu Phi Yên nhếch mép cười lạnh nói. Nghe được hai chữ thần quân, trên mặt tù sư hiện lên vẻ kiêng dè. Đột nhiên, giọng nói của tù thiên vang lên, nếu thần hậu đã nói muốn tỷ võ kén rể, vậy thì tỷ võ. Anh ta quát to một tiếng, ai muốn đánh một trận với tù thiên tôi? Mau đứng ra. Hổ gầm, rồng ngâm. Âm thanh vang vọng trong đại điện. Những người bị ánh mắt của tù thiên đảo qua đều vội vàng cúi đầu, không dám đối mặt với anh ta. Ngay cả đám người Vũ Văn Phong của canh tộc, Vũ Trùng Tiêu của vũ tộc cũng đều im lặng. Ha 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 ha. Tù thiên cười âm trầm, không e dè nhìn thẳng về phía Tiêu Phi Yên trên long ỷ, thần hậu, ngài nhìn thấy rồi đấy. Không có ai dám đánh một trận với tù thiên tôi. Vậy tôi liền không chiến mà thắng. Xin thần hậu tuyên bố hôn sự của tôi và công chúa Linh Nhi. Khuôn mặt xinh đẹp của Lục Linh Nhi trở nên trắng bệch. Cô ta nhìn về phía Tiêu Phi Yên như muốn xin giúp đỡ, mẫu hậu, con không muốn gả cho anh ta. Lông mày của Tiêu Phi Yên nhíu chặt, bà ta đặt hết hy vọng cuối cùng lên người Diệp Bắc Minh. Ánh mắt nhìn qua. Cùng lúc đó, giọng nói của Diệp Bắc Minh cũng vang lên, ai nói không có người dám đánh một trận với anh. Cái tát vừa rồi còn chưa đánh tỉnh anh phải không? Phút. Mấy trăm nghìn đôi mắt đổ dồn lên người Diệp Bắc Minh. Sắc mặt của tù sư tối tăm. Đám người Ngô Thao, Vũ Cực Tông Chủ, Lão Hà, Bạch Tông Hà kinh ngạc nhìn qua. Tên nhóc này lẽ nào là thằng ngu hay sao? Không nhìn rõ tình thế à? Đây rõ ràng là tù sư đang khiêu chiến quyền uy của thần quân và thần hậu, con mẹ nó, cậu làm cái quái gì lại xen vào? Đây không phải là tự tìm đường chết hay sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Trấn Quốc âm thầm lắc đầu. Lúc trước, ông ta còn muốn lôi kéo Dạ Thần gia nhập cùng bọn họ, nhưng bây giờ có vẻ như điều đó đã không cần thiết. Nụ cười của Tù Thiên Đông cứng lại. Anh ta đột nhiên quay lại, đôi mắt đỏ ngầu, tràn ngập tơ máu, dữ tợn đến đáng sợ. Thằng danh, nói như vậy mày muốn khiêu chiến tao phải không? Đúng vậy. Diệp Bắc Minh gật đầu. Tù Thiên cười âm trầm, bả vai điên cuồng run rẩy, ha 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 ha. Tất cả mọi người nghe được chứ? Thằng nhóc này nói muốn khiêu chiến tôi. Ha 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 ha, nếu mày muốn chết thì tới đi. Chúng ta sẽ gặp nhau trên võ đài. Tuyệt đối đừng nói là tao bắt nạt mày. Tao muốn tất cả mọi người trên thế giới nhìn thấy thánh tử của ma tộc quỳ dưới chân tao như một con chó cầu xin tha thứ. Vừa dứt lời. Tù Thiên dậm chân một cái, lao ra khỏi đại điện đế cung như một viên đạn. Với một tiếng động chấn động trời đất, anh ta đã đứng vững trên võ đài ở quảng trường bên ngoài đại điện đế cung. Tù Thiên, tại sao anh ta lại ở trên võ đài? Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra trong đại điện vậy? Hàng triệu người tu võ bên ngoài không có tư cách tiến vào đại điện đế cung tỏ vẻ khó hiểu, thấp giọng nghị luận. Giống. Một tiếng rồng ngâm vang lên, mọi người kinh ngạc nhìn về phía cửa đại điện đế cung. Chỉ thấy cửu điều hắc sắc ma long cõng theo một thanh niên xông ra, giống nhau mưa rầm gió dữ nện xuống võ đài. À, tại sao lại như vậy? Trong nháy mắt nhìn thấy cửu điều hắc sắc ma long, thân thể mềm mại của Nghê Hoàng run lên, che miệng nhỏ thật chặt như nhìn thấy ma. Chị Hoàng, chị bị sao vậy? Ngoại trừ Lục Linh Nhi, không ai chú ý tới Nghê Hoàng. Ai đó trong đại điện đế cung nhanh chóng lao ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng bịch thật lớn, Tù Thiên cảm thấy như có một luồng sức mạnh không thể ngăn cản đang nghiền ép về phía anh ta, cơ thể run lên bần bật, hai chân như nhũn ra. Bịch. Đầu gối của anh ta đập mạnh xuống võ đài. Anh ta vậy mà bị ép tới mức quỳ tại chỗ. Á đù. Tù Thiên quỳ xuống, trời ơi. Xung quanh võ đài vang lên một trận xôn xao. Không phải muốn tôi quỳ xuống ư? Tại sao chính anh lại quỳ xuống trước rồi? Diệp Bắc Minh cười.
Tù Thiên tức đến run rẩy cả người, gào thét như điên, đánh lén. Đây là đánh lén. Đại Hoàng Tù Thiên trưởng. Âm thanh cuồng bạo vừa dứt. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, bản đồ vũ trụ tinh không ngưng tụ mà thành. Ngay lúc một đòn này sắp rơi xuống, Diệp Bắc Minh đã đá một chân vào vị trí đan điền của Tù Thiên. Ầm. Tù Thiên bay ngược ra ngoài, sức mạnh trong cơ thể hỗn loạn. Bản đồ vũ trụ tinh không vừa mới ngưng tụ đã lập tức tiêu tán. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, ảnh thuấn. Sau khi đuổi kịp Tù Thiên, Diệp Bắc Minh tóm lấy một bên đùi của anh ta, vung lên rồi ném mạnh xuống đất. Ầm, ầm, ầm. Sau khi bị đập mạnh mấy chục lần, Tù Thiên điên cuồng hộc máu, a. À. Nhiều năm như vậy, có khi nào Tù Thiên từng phải chịu khuất nhục như thế? Mày đáng chết. Cuối cùng Tù Thiên vô gầm lên một tiếng, một quyền đánh mạnh lên chiếc đùi bị Diệp Bắc Minh tóm lấy. Phụt. Máu thịt nổ tung, Tù Thiên vậy mà đánh một cái chân của mình thành xương máu. Á đù, người này thật tàn nhẫn. Khóe miệng người tu võ xung quanh võ đài co giật. Diệp Bắc Minh cũng sửng sốt một chút, anh không ngờ rằng Tù Thiên ác với chính mình như vậy. Sau khi Tù Thiên đạt được tự do, anh ta nhanh chóng lăn một vòng trên võ đài rồi vội lùi lại 100 mét, gần như đứng ở mép của võ đài. Một chân bò đứng dậy, một hơi nuốt vào mười mấy viên đan dược, trong cả hai mắt đều là tơ máu, nhãi rảnh, mày quả thật rất mạnh, nhưng thật đáng tiếc, trước lực lượng tuyệt đối, mày vẫn phải chết. Tiên huyết, mau cháy lên đi. Tù Thiên gầm nhẹ một tiếng. Trực tiếp thiêu đốt tinh huyết trong trái tim. Một giây sau, toàn thân Tù Thiên bị ngọn lửa thiêu đốt, biến thành một người lửa. Đại Hoàng Tù Thiên trưởng. Dứt lời. Toàn bộ bầu trời lóe lên, ban ngày bỗng nhiên rơi vào đêm tối. Một bức bản đồ vũ trụ tinh không bao phủ trên bầu trời quảng trường, mang theo một luồng hơi thở của sự hủy diệt, đè nặng về phía võ đài. Đây chính là Đại Hoàng Tù trưởng của Tù Thiên, có thể vượt cấp giết người sao? Hơi thở thật đáng sợ. Thánh tử của ma tộc chết chắc rồi. Đồng tử của khán giả xung quanh võ đài điên cuồng co lại, bị khí thế này ép tới mức không thở nổi. Cậu Diệp, cẩn thận. Nghe Hoàng không nhịn được hét lên. Vẻ mặt Lục Linh Nhi đầy khó hiểu, cậu giả, chỉ quen thánh tử của ma tộc sao? Nghe Hoàng lo lắng như kiến trên chảo nóng, mười ngón đan chặt vào nhau, cậu ấy. Cậu ấy là, hầy. Mà giờ phút này, Diệp Bắc Minh ngẩng đầu nhìn bức bản đồ vũ trụ tinh không đang đè ép trên bầu trời. Anh vẫn không nhúc nhích. Khóe miệng Tù Sư hiện lên một nụ cười giễu cợt, thần hậu, xem ra kẻ này đã bị dọa cho ngu người, kết quả không cần nói cũng biết. Mời thần hậu tuyên bố hôn sự của Thiên Nhi và công chúa. Sắc mặt Tiêu Phi Yên trở nên trắng bệch. Lẽ nào chính mình lựa chọn sai rồi sao? Cùng lúc đó, bản đồ vũ trụ tinh không đã cách Diệp Bắc Minh chưa đầy 10 mét, mắt thấy sắp nghiền anh thành một mảnh xương máu. Ba người Ngô Thao, Vũ Cực Tông Chủ, Lão Hà đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Bọn họ không thể tự tay tra tấn tên xúc sinh nhỏ này đến chết. Trong lúc bọn họ đang chờ đợi Diệp Bắc Minh biến thành một mảnh xương máu, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Càn Khôn Trấn Ngục Quyền. Diệp Bắc Minh giơ tay lên. Đấm ra một quyền. Dứt khoát, lưu loát. Hình ảnh ảo của một tòa tháp cổ xuất hiện sau lưng anh, mọi người không thể nhìn rõ hình dáng thực sự của nó, chỉ có một bóng đen rất mơ hồ. Ầm, ầm. Tòa tháp cổ đón gió mà lên, như ánh nắng xé rách đêm tối, va chạm mạnh vào bản đồ vũ trụ tinh không. Một tiếng, răng rắc, giòn vang, giống như một chiếc gương thủy tinh đang vỡ vụn. Bản đồ vũ trụ tinh không nổ tung thành vô số mảnh. Làm sao có thể như vậy? Bốn người Ngô Thao, Vũ Cực Tông Chủ, Lão Hà còn có Bạch Tông Hà đồng thời kinh ngạc hét lên một tiếng. Cái gì? Tù Sư giật mình. Tiêu Trấn Quốc, người đã im lặng nãy giờ, cũng sửng sốt. Tốt, thật tốt quá, Nghe Hoàng suýt nữa nhảy lên. Trên mặt Lục Linh Nhi lộ ra vẻ khó hiểu, chị Hoàng, chị nhất định biết cậu ấy phải không? Tiêu Phi Yên thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất, Tù Sư, xem ra tính toán của ông không thành rồi. Sau khi bản đồ vũ trụ tinh không bị phá hủy,
toàn bộ khí thế lập tức tiêu tán. Nhưng tất cả những điều này vẫn chưa kết thúc, hình ảnh ảo của tòa tháp cổ đen nhánh kia càng lúc càng lớn, cuối cùng gần như bao phủ toàn bộ bầu trời. Diệp Bắc Minh đưa tay đè ép, giết. Tòa tháp cổ màu đen nghiền ép mà xuống. Cơ thể của Tù Thiên chấn động, cảm giác được uy hiếp của cái chết, anh ta gầm lên một tiếng, muốn giết tao, nằm mơ đi. Đại Hoang Tù Thiên Trưởng. 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 Anh ta lại điên cuồng đốt cháy tinh huyết, một hơi ngưng tụ 7 bức bản đồ vũ trụ tinh không. Đáng tiếc đều không có ngoại lệ, tất cả đều bị hình ảnh ảo của tòa tháp cổ ma quái này nghiền nát, nghiền ép về phía đầu của anh ta. Không. Tù Thiên cuối cùng cũng luống cuống, tinh huyết thiêu đốt hầu như không còn. Không còn sức lực để phản kháng, anh ta quay lại nhìn Tù Sư, bố, cứu con. Tù Sư cũng phát hiện ra rằng Tù Thiên đã đến giới hạn, tức giận quát, Dạ Thần, cậu dừng tay cho tôi. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, không có ý định dừng tay. Cổ tay đè mạnh xuống. Ầm, ầm. Hình ảnh ảo của tháp càn khôn chấn ngục rơi xuống nhanh chóng như sấm sét. Cậu, xúc sinh, cậu muốn làm gì? Tù Sư cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, bất chấp mọi chuyện lao lên võ đài. Đáng tiếc, ông ta vẫn muộn một bước. Một giây trước khi ông ta đạp lên võ đài. Phụt. Cơ thể của Tù Thiên nổ tung, máu bắn tung tóe khắp người Tù Sư. Tù Thiên chết. Con trai, Thiên Nhi, không. Tù Sư muốn điên rồi, ông ta thế mà tận mắt nhìn thấy con trai chết trước mặt mình, xúc sinh. Chết đi cho bổn vương. Khí thế của Thiên Quân cảnh hoàn toàn bùng nổ, điên cuồng đánh về phía Diệp Bắc Minh. Tốc độ của Tù Sư cực nhanh, giống như sấm sét đâm xuyên bầu trời. Tất cả mọi người có mặt đều biến sắc, không ngờ Tù Sư bất chấp thân phận ra tay. Chết đi cho tao. Khuôn mặt già của Tù Sư dữ tợn. Trong phút chốc xuất hiện trước người Diệp Bắc Minh, một cánh tay lớn không hề khách sáo đập xuống. Hú. Phía sau hiện lên hư ảnh của một con sư tử, hung tàn lao về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh giơ tay tấn công ra một quyền, sử dụng quyền càn khôn chấn ngục nghênh đón lần nữa. Tên phế vật không tự lượng sức mình. Tù Sư cười lạnh lùng. Khoảnh khắc hư ảnh sư tử và cái bóng mờ của tháp càn khôn chấn ngục chạm vào nhau, thân tháp vốn hư ảo ầm ầm nổ tung. Ở trước sư tử thôn thiên của tao, tất cả đều là vọng tưởng. Phế vật, mày đến ngày chết rồi. Tù Sư cực kỳ điên cuồng, vô cùng thô bạo xông giết đến. Diệp Bắc Minh khẽ quát một tiếng, kiếm thiên ma, giết. Một thanh ma kiếm cổ xưa xuất hiện trong tay Diệp Bắc Minh, chém ra một đường với tốc độ nhanh nhất. Xoẹt. Kiếm phá đánh phá mở lồng ngực của sư tử thôn thiên, nó gào rút một tiếng rồi tiêu tan. Đôi mắt Tù Sư băng lạnh, kiếm thiên ma. Không ngờ bát đại thiên ma lại giao vật này cho mày. Tiếc là, mày không xứng có bảo vật này, cầm lại đây đi. Tù Sư quát lớn một tiếng. Lao người tiến lên, vô cùng thô bạo tóm về phía kiếm thiên ma. Diệp Bắc Minh hội tụ ma khí trong cơ thể, chém ngang một kiếm ra. Phập một tiếng vang lên, kiếm này đập lên lòng bàn tay của Tù Sư lại chỉ để lại một đường vết màu trắng, vốn không thể làm ông ta bị thương. Làm sao có thể? Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Tù Sư nhếch miệng cười, nhóc con, lão phu là cảnh giới thiên quân đỉnh phong, chỉ cách cảnh giới thần quân một bước. Cho dù bát đại thiên ma cầm thanh kiếm này cũng chưa chắc có thể đánh thương được lão phu, mày là cái thá gì? Chết đi cho tao. Tóm chặt kiếm thiên ma. Chấn rung thật mạnh. Phập. Diệp Bắc Minh chỉ cảm thấy rối loạn một hồi, cả người bay đi. Phụt. Phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm thiên ma choang một tiếng, nửa thân kiếm cắm vào võ đài khẽ rung lên. Tù Sư bước ra một bước, lúc chuẩn bị giết Diệp Bắc Minh. Dừng tay. Tiêu Phi Yên khẽ quát một tiếng, lại chủ động xông lên võ đài, chặn trước người Diệp Bắc Minh. Đáng ghét, không thể sử dụng kiếm càn khôn chấn ngục, nếu không cho dù không đánh lại được Tù Sư cũng sẽ không thể nào nhếch nhác như vậy. Nhân cơ hội dừng nghỉ, Diệp Bắc Minh lau sạch máu nơi khóe miệng, lấy ra mấy viên đan dược nuốt xuống. Giọng của Tiêu Phi Yên vang lên,
Tù sư, trên võ đài sống chết có số, ông đang coi thường uy nghiêm của thần quân sao? Ha ha ha! Tù sư ngửa cổ lên trời cười lớn, thần quân, Lục Thiên Thần đã chết lâu rồi, còn có uy nghiêm gì? Lời vừa được nói ra, toàn hiện trường chấn kinh. Cái gì, thần quân chết rồi? Làm sao có thể? Nếu thần quân chưa chết, tù sư làm sao có thể hống hách như vậy? Chẳng lẽ thần quân thực sự đã qua đời ư? Cả quảng trường đế cung hoàn toàn sôi sục. Có người kinh ngạc. Có người chấn kinh. Có người ngạc nhiên. Có người hiểu ra. Trong con mắt của một số người tông môn hàng đầu bùng phát ra một luồng hào quang quỷ dị. Đám người Vũ Văn Phong, Vũ Sung Tiêu, Thánh Nữ Tân Tộc đều kinh ngạc. Đám người Ngô Thao, Võ Cực Tông, Lão Hà, Tiêu Trấn Quốc quan sát kỹ vẻ mặt của Tiêu Phi Yên, muốn nhìn ra điều gì đó. Tiêu Phi Yên quát nói, tù sư, ông dám ăn nói bừa bãi, ông muốn chết hả? Cút! Tù sư vô cùng bá đạo, tát một cái qua. Phụt! Tiêu Phi Yên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã xuống một cách thê thảm từ trên võ đài xuống. Một lão thái giám xông lên, quát lớn với vẻ mặt đầy tức giận, tù sư, ông dám ra tay với thần hậu. Ông muốn tạo phản hả? Đúng thế, tù sư tôi, hôm nay, sẽ làm phản. Tù sư cười ngạo mạn, khí bá vương ầm ầm bùng phát. Nhìn xung quanh. Lục Thiên Thần đã chết. Nếu không với tính cách của kẻ này, chúng ta ức hiếp người phụ nữ của ông ta sớm đã chạy ra rồi. Các vị, còn đợi cái gì nữa? Vừa dứt lời. Ngô Thao xông lên đầu tiên, Điện Huyết Nguyệt còn đợi cái gì? Ra đi. Xoạt, xoạt, xoạt. Hàng chục bóng hình xông ra từ trong đám người vây xem, khí tức khủng bố bùng phát, lập tức bao vây cả võ đài. Bọn họ đều là trưởng lão của Điện Huyết Nguyệt. Vẻ mặt của hàng triệu võ giả có mặt đều biến sắc. Tông chủ Võ Cực Tông nhếch miệng cười, loại chuyện như lật đổ vương quyền, thay đổi triều đại này làm sao có thể thiếu Võ Cực Tông chứ? Ra hết đi. Liền sau đó, hơn trăm trưởng lão của Võ Cực Tông đều xông ra, đôi mắt của người nào cũng cực kỳ băng lạnh. Bốn thánh địa, ra đi. Lão Hà và Bạch Tông Hà quay sang nhìn nhau một cái, lạnh lùng lên tiếng. Hàng trăm bóng hình vút lên không trung, gần như phong tỏa cả không trung quảng trường. Tiêu Phi Yên tái mặt, bốn thánh địa, các người cũng làm phản sao? Bạch Tông Hà cười xấu xa, ban đầu Lục Thiên Thần xây dựng bốn thánh địa Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ, trấn thủ bốn phương. Ông ta không ngờ sẽ bị phản bội chứ? Tiêu Phi Yên tuyệt vọng. Thái sư, ông còn đợi cái gì? Bạch Tông Hà quay đầu nhìn sang Tiêu Trấn Quốc. Đôi mắt Tiêu Phi Yên lạnh như băng, nói đi, ông đã lên kế hoạch bao nhiêu năm rồi? Tiêu Trấn Quốc thản nhiên cười, bắt đầu từ ngày tôi đoán Lục Thiên Thần đã chết, tôi đã lên kế hoạch rồi. Em gái ngoan, chỉ cần cô tuyên bố Lục Thiên Thần đã chết, và truyền hoàng vị cho tôi. Tôi bảo đảm phong cô là Tiêu Vương, cô và Linh Nhi sẽ không gặp nguy hiểm. Lòng lang dạ sói, ông nằm mơ đi. Tiêu Phi Yên cắn chặt răng. Tiêu Trấn Quốc thở dài một tiếng, đôi mắt vô cùng băng lạnh, vậy thì không còn gì để nói nữa, người đầu, tiễn bà ta lên đường. Còn cả tên nhóc đó, cùng giết luôn. Rõ. Tất cả mọi người cùng ra tay, trên cả quảng trường tràn ngập khí tiêu sát khủng bố. Phần lớn số người đều xông về phía Tiêu Phi Yên. Đôi mắt ba người Ngô Thao, tông chủ Võ Cực Tông, Lão Hà đầy máu, trực tiếp khóa chặt Diệp Bắc Minh, tên súc sinh. Trả lại mạng của con trai tao đây. Vừa dứt lời. Ba luồng sức mạnh khủng bố ập đến. Diệp Bắc Minh cầm chặt kiếm thiên ma chém ra một đường, chín con ma long màu đen phía sau xông ra. Phập, một tiếng, khoảnh khắc ba người và kiếm khí tiếp xúc với nhau lại bị đánh lùi lại. Súc sinh, mày chỉ dựa vào thanh kiếm này có tác dụng không? Ba người tiếp tục xông đến. Diệp Bắc Minh khẽ quát một tiếng, hoa tộc. Lời vừa được nói ra, ba người thộn ra. Lão Hà mau chóng lùi lại, rõ ràng ông ta bị dọa sợ. Liền sau đó, Lão Hà phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, ha ha ha. Nhóc con, mày cũng muốn dùng chiêu này sao? Tiếc là, trước đây đã có người từng dùng chiêu này,
lão phu từng mắc bẫy. Lần này, bọn tao đã phong tỏa cả đế cung, sức mạnh của cấm kỵ không thể cảm ứng được đến trong đế cung. Diệp Bắc Minh mới phát hiện. Trên không trung đế cung bao trùm một tầng kết giới mỏng. Ngăn cách tất cả. Đúng lúc này, Tiêu Phi Yên đã rơi vào vòng bao vây, lão thái giám đó quát một tiếng, các con cháu, ra đây hết cho ta. Bảo vệ thần hậu. Vâng. Hàng triệu bóng hình xông đến. Tiếc là dưới tay của Điện Huyết Nguyệt và trưởng lão Võ Cực Tông, vốn không trụ được bao lâu. Toàn bộ ngã xuống. Trong lúc Điện Huyết Nguyệt và trưởng lão Võ Cực Tông bao vây về phía Tiêu Phi Yên, ở bên khác. Các người muốn làm gì? Cút ra. Nghe Hoàng đầy tức giận, chặn trước người Lục Linh Nhi. Mười mấy thanh niên cười xấu xa, trong mắt toát ra hào quang như con sói đói. Kha kha kha, đây chính là công chúa Linh Nhi được gọi là đệ nhất mỹ nhân thần quốc sao. Được hàng ngàn người yêu mến, đúng là quá hoàn hảo. Các anh em, hôm nay chúng ta thay nhau làm phò mã, thế nào? Được, ha ha ha, một tràng cười vang lên. Mười mấy người trực tiếp lao đến, bao vây hai người Nghê Hoàng và Lục Linh Nhi. Lúc này, Diệp Bắc Minh cũng rơi vào cảnh nguy hiểm, đúng lúc anh chuẩn bị sử dụng kiếm càn khôn trấn ngục. Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ sâu trong đế cung, tù sư, Tiêu Trấn Quốc, các ông dám làm phản thật hả? Thần quân! Tù sư sợ đến run rẩy. Tiêu Trấn Quốc càng nhìn sang sâu trong đế cung với vẻ mặt kinh sợ, đồng tử co mạnh lại, làm sao có thể? Ông, Lục Thiên Thần, ông chưa chết. Đám người Ngô Thao, tông chủ Võ Cực Tông, Bạch Tông Hà, Lão Hà cứng đờ người tại chỗ. Không ngừng run rẩy. Thần quân chưa chết, thần quân chưa chết. Mấy người sắp òa khóc. Nỗi sợ hãi từ tận trong lòng. Hàng triệu võ giả có mặt, người nào cũng kinh hãi tuyệt vọng, sợ đến mức trái tim gần như muốn nổ tung, nhìn vào sâu đế cung. Diệp Bắc Minh cũng đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ thần quân hỗn độn Lục Thiên Thần còn sống thật? Liền sau đó, quỳ xuống. Lúc này, trời đất biến sắc. Lục Thiên Thần dường như là vua duy nhất của cả thế giới này. Thụp, thụp, thụp. Tất cả mọi người có mặt quỳ xuống đất giống như gặt lúa, kể cả tù sư và Tiêu Trấn Quốc cũng khong lưng khuỵu gối, chậm rãi quỳ xuống theo bản năng. Sắc mặt trắng bệch, có thể khẽ run lên. Tiêu Phi Yên thấy vậy, mau chóng chạy đến trước người Lục Linh Nhi và Nghê Hoàng, chúng ta đi thôi. Hai người chạy vào sâu trong đế vung với tốc độ cực nhanh. Không đúng. Tù sư bỗng phản ứng lại, ông ta quát một tiếng, với tính cách của Lục Thiên Thần, nếu không ta chưa chết thì sớm đã ra giết người rồi. Chắc chắn sẽ không thể hiện uy áp, cho chúng ta cơ hội quỳ xuống. Có vấn đề. Lúc này, Tiêu Phi Yên đã dẫn hai người biến mất. Đuổi theo, mau đuổi theo cho bản vương. Tù sư nhảy lên như sấm, điên cuồng tung quyền đập về hướng Tiêu Phi Yên tháo chạy. Lão thái giám xông ra, chặn một đòn tấn công của tù sư, cơ thể lập tức hóa thành xương máu. Quay đầu nhìn, Diệp Bắc Minh cũng biến mất không còn tung tích, hắn đâu. Đáng chết, đuổi theo cho tôi, đế cung đã bị phong tỏa, họ không chạy được đâu. Chấm. Tiêu Phi Yên dẫn theo Lục Linh Nhi và Nghê Hoàng chạy một mạch vào sâu trong đế cung. Phụt, bà ta cũng không cố trụ được nữa, lại phun ra một ngụm máu tươi. Mẫu hậu. Lục Linh Nhi đỏ bừng đôi mắt, ánh mắt vẫn cực kỳ kiên nghị, họ nói đều là thật sao? Phụ hoàn đã qua đời thật rồi sao? Sắc mặt Tiêu Phi Yên trắng bệch, nhả ra một chữ, đúng thế. Lục Linh Nhi trào nước mắt. Ngồi xuống đất ôm đầu gối òa khóc hu hu. Nghê Hoàng đang định an ủi. Bỗng nhiên. Ai đang ở đó, ra đi. Tiêu Phi Yên khẽ quát một tiếng. Một bóng người đi ra từ góc rẽ, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Là cậu. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, Tiêu Phi Yên hơi buông lỏng cảnh giác, sao cậu vẫn chưa đi? Vẫn chưa đi, là vẫn chưa chết chứ, Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng. Bà cảm thấy với tình hình bên ngoài, cả đế cung đều bị phong tỏa, tôi có đi nổi không? Trong lòng anh rất tức giận. Người phụ nữ này chắc chắn đang gài bẫy anh. Tiêu Phi Yên lắc đầu, bây giờ tôi không có thời gian đôi co với cậu. Nếu tất cả thuận lợi,
đúng là phải tiến hành theo kế hoạch của tôi. Duy nhất tôi không ngờ đến là, Tù Sư và Tiêu Trấn Quốc thực sự dám làm phản nhanh như vậy. Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh lùng, chuyện của bà không liên quan đến tôi, thực hiện hai điều kiện mà bà hứa với tôi đi. Thứ nhất, giao Hắc Long lệnh ra. Thứ hai, nói cho tôi biết vị trí tổ địa hoa tộc. Tiêu Phi Yên cười lạnh lùng một tiếng. Không giao thì sao? Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, kiếm thiên ma xuất hiện trong tay. Trực tiếp kề lên cổ của Tiêu Phi Yên, sát ý lạnh như băng ập đến, tôi cho bà cơ hội cuối cùng, hoặc là giao Hắc Long lệnh ra. Rồi nói ra vị trí của tổ địa hoa tộc, hoặc là chết. Lục Linh Nhi mau chóng xông đến trước người Tiêu Phi Yên, hai tay nõn nà trực tiếp tóm vào kiếm thiên ma. Ngón tay xước rách, máu tươi tí tách chảy ra, muốn làm hại mẹ của tôi, giết tôi trước đã. Diệp Bắc Minh nổi sát ý, cô tưởng tôi không dám hả? Anh Diệp! Nghe Hoàng vội lắc đầu, đừng, cô ấy là, hai người. Muốn nói lại ngừng. Tiêu Phi Yên thấy Diệp Bắc Minh thực sự nổi lên sát tâm, liền ném ra một vật về phía Diệp Bắc Minh. Cầm lấy. Diệp Bắc Minh nhận lấy xem, chính là Hắc Long lệnh thứ ba. Diệp Bắc Minh thu hồi kiếm thiên ma, tổ địa hoa tộc ở đâu? Tiêu Phi Yên cười lạnh lùng một tiếng, ha ha, nói với cậu cũng vô dụng, cả đời này cậu cũng không có cơ hội tiến vào tổ địa hoa tộc đâu. Vì tổ địa hoa tộc ở ngay dưới đế cung, cậu cần phải có 3 tấm Hắc Long lệnh mới có thể mở được tổ địa hoa tộc. Hơn nữa, phải dùng máu tươi của người hoa tộc để hiến tế. Thứ nhất, trong tay cậu không có đủ Hắc Long lệnh. Thứ hai, trong cơ thể cậu không có huyết mạch của hoa tộc. Thứ ba, cho dù gom đủ Hắc Long lệnh, sau này tìm được một người có huyết mạch hoa tộc, thì nơi này sớm đã bị Tù Sư và Tiêu Trấn Quốc chiếm lĩnh rồi. Cậu cảm thấy một mình cậu có thể giết vào không? Tiêu Phi Yên cười lạnh lùng. Bà ta cho rằng mình đã ăn chắc Diệp Bắc Minh. Còn chủ động nhường ra một con đường, chỉ vào cánh cửa phía sau, từ đây đi vào, có thể thông đến cấm địa hoa tộc. Nếu cậu có giỏi, thì cứ việc đi vào. Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng. Không để ý đến Tiêu Phi Yên nữa, bước một bước qua ba người. Tên nhóc này, chẳng lẽ thực sự muốn mở tổ địa hoa tộc ư? Đùa gì vậy, Tiêu Phi Yên sầm mặt. Bà ta nhìn xung quanh, hít sâu một hơi, Nghe Hoàng, chốc nữa tôi sẽ ra ngoài thu hút sự chú ý của họ, cô đưa Linh Nhi đi trước. Mẫu hậu, con không đi, dù có chết con cũng muốn chết cùng mẹ, Lục Linh Nhi kiên định lắc đầu. Con! Tiêu Phi Yên tức đến bốc hỏa, càn quấy, chẳng lẽ con muốn mẫu hậu chết vô ích sao? Con phải đi! Không, con không đi, Lục Linh Nhi đỏ bừng đôi mắt. Nghe hai người tranh cãi, Nghe Hoàng cau chặt mày. Bỗng nhiên, cô ta nhìn về hướng thông đến cấm địa hoa tộc, thần hậu, hay là chúng ta đi theo anh Diệp xem sao? Cậu ta! Tiêu Phi Yên cười coi thường, không phải cô nghĩ cậu ta mở thể mở được tổ địa hoa tộc thật chứ? Nghe Hoàng do dự một lúc, từ lúc cô tanh pen thấy 9 con ma long màu đen thì đã chắc chắn dạ thần chính là Diệp Bắc Minh. Nhưng, vẫn không nói ra thân phận của Diệp Bắc Minh. Thần hậu, có lẽ có cơ hội thì sao? Chúng ta đi xem sao, cũng còn tốt hơn là không có chút cơ hội nào phải không, Nghe Hoàng nói. Tiêu Phi Yên trầm mặc mấy giây, gật đầu. Ba người lập tức quay người, đi qua cánh cửa phía sau. Một đạo trận pháp lóe lên, trước mặt bỗng nhiên rộng lớn. Một tòa tế đàn màu đen khổng lồ sừng sững ở đó, trên mỗi một viên đá nham xây dựng tế đàn đều khắc chữ triện cổ xưa. Diệp Bắc Minh đứng trước tế đàn, kích động đến toàn thân run lên. Đó là chữ cổ xưa nhất của hoa tộc, anh đã từng nghiên cứu, gần như anh đều biết những chữ đó. Huyết mạch hoa tộc, máu tươi hiến tế. Hắc Long làm vật dẫn, tổ địa mở ra. Nhìn chữ trên tế đàn, Diệp Bắc Minh không do dự. Bước lên tế đàn, tay trái rạch một đường lên kiếm thiên ma, giọt máu tươi tí tách rơi lên tế đàn. Tiêu Phi Yên bị chọc tức đến bật cười, dạ thần, tôi biết cậu không cam tâm, nhưng tế đàn này cần máu hoa tộc mới có thể mở được. Một người ma tộc như cậu, trong cơ thể chảy dòng máu ma tộc, cậu nghĩ cậu. Bù! Máu tươi nhỏ lên tế đàn, hội tụ lại với nhau qua đường rãnh.
Cả tế đàn rung lên, một luồng sức mạnh giữa trời đất điên cuồng tập trung đến, long mạch phía dưới cả đế cung nghe tiếng mà chấn động. Cùng lúc đó, tù sư kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn vào sâu trong đế cung, đây là khí tức của tổ địa hoa tộc, chẳng lẽ truyền thuyết là thật ư? Tổ địa hoa tộc thực sự nằm ngay dưới đế cung, không ổn. Mau, mau, mau đuổi theo đi ngăn chặn họ cho tôi. Tù sư gào lên như phát điên. Dưới tế đàn màu đen, Tiêu Phi Yên kinh ngạc há hốc miệng, đồng tử không ngừng co lại, cậu. Trong cơ thể cậu chảy dòng máu hoa tộc ư? Làm sao có thể, trên người cậu rõ ràng là khí tức huyết mạch của hoa tộc mà. Đợi đã, cậu đồng thời có dòng máu của hoa tộc và ma tộc. Tiêu Phi Yên hoàn toàn kinh hãi. Sau đó, bà ta lại lắc đầu, cho dù trong cơ thể cậu có huyết mạch hoa tộc, không có ba tấm hắc long lệnh. Còn chưa nói hết câu, Diệp Bắc Minh giơ tay. Ba tấm hắc long lệnh hiện lên trong lòng bàn tay anh. Cậu, làm sao có thể, Tiêu Phi Yên thộn người. Một cảnh không thể tin nổi xảy ra. Phù điêu hắc long trên ba tấm hắc long lệnh, lúc này lại như sống dậy, mau chóng bay lượn trong không trung. Những chỗ đi qua để lại từng đạo phù văn không gian. Sau đó, ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa vang lên, hư không nứt ra một đường, một cánh cửa trời xuất hiện trên tế đàn. Toàn thân Tiêu Phi Yên run lên, trời ơi, tổ địa hoa tộc, thực sự bị cậu mở được rồi. Khoảnh khắc tổ địa hoa tộc mở ra, một luồng khí tức hồng hoang ập đến. Thậm chí, xuyên qua cánh cửa trời đó, Diệp Bắc Minh có thể nhìn thấy rõ ràng các loại dược liệu trong tổ địa. Kiến trúc vừa cổ xưa vừa uy nghiêm, cho dù ngăn cách một cánh cửa trời cũng khiến người ta chấn hãi từ tận trong lòng. Đột nhiên, chặn họ lại, đừng để họ đi vào. Phía sau mọi người vang lên giọng kích động của tù sư, hàng trăm người mau chóng xông đến tế đàn. Tiêu Phi Yên bước một bước xông đến bên cạnh hai người Lục Linh Nhi và Nghê Hoàng, tóm lấy bả vai của họ quăng lên tế đàn. Còn mình lại chặn phía trước tế đàn, dạ thần, coi như tôi cầu xin cậu, chăm sóc tốt cho con gái tôi. Mẫu hậu. Lục Linh Nhi kêu thảm một tiếng. Hàng trăm người xông lên, Tiêu Phi Yên vốn không thể ngăn được, bị bắt tại chỗ. Lục Linh Nhi muốn xông lên cứu người. Diệp Bắc Minh cau mày, tung một đòn đánh ngất Lục Linh Nhi. Chăm sóc cô ta. Nghê Hoàng lập tức tiến lên đỡ lấy Lục Linh Nhi. Xoạt. Ảnh thuấn. Diệp Bắc Minh bước một bước xông vào đám đông, chém lướt ngang kiếm thiên ma TNG tay, 7-8 võ giả hóa thành xương máu tại chỗ. Xông đến trước người Tiêu Phi Yên, định đưa bà ta đi. Muốn cứu người, nằm mơ đi. Bóng người của tù sư vụt lên, phía sau lưng hiện lên một hình ảnh sư tử nghiền áp đến, lập tức xuất hiện phía trước cơ thể Diệp Bắc Minh. Vô cùng thô bạo tấn công ra một quyền, nhóc con, mày đi chết đi. Choang. Kiếm thiên ma chặn phía trước, phát ra một tiếng vang lớn, uy lực sót lại trực tiếp đánh bay Diệp Bắc Minh rơi lên tế đàn. Hàng trăm võ giả khác đã xông lên tế đàn, bao vây tấn công ba người. Diệp Bắc Minh nắm chặt kiếm thiên ma, tất cả sức mạnh trong cơ thể lập tức bùng phát. Cửu tiêu, đồ long. Một con huyết long xông ra, đập mạnh vào giám đông, gần 1/3 số võ giả bị con huyết long giằng xé tại chỗ. Những người còn lại kinh hãi lùi lại. Diệp Bắc Minh lùi đến trước người Nghê Hoàng, ôm lấy vòng eo nhỏ của cô ta, chúng ta đi. Nhanh chóng xông vào trong cửa trời. Ngăn hắn lại, tù sư xông lên như phát điên, chỉ tiếc là vẫn chậm một bước. Trơ mắt nhìn cửa trời biến mất, tức giận gào thét, các người làm ăn kiểu gì vậy? Mấy trăm trưởng lão cũng không ngăn được một tên phế vật, vãi. Gru. Tấn công ra một quyền, mười mấy người ở gần tù sư nhất bị đánh chết tại chỗ. Tiêu Phi Yên thở một hơi nhẹ nhõm, phù. Sắc mặt của tù sư khó coi đến đáng sợ, âm trầm đi đến trước Tiêu Phi Yên, quả nhiên tổ địa hoa tộc ở ngay dưới đế cung, nơi này phong tỏa mấy triệu năm. Năm đó Lục Thiên Thần lừa chúng tôi, nói sau khi hoa tộc bị diệt, thì không có ai có thể mở được nơi này. Nói, các người đã dùng cách gì? Bàn tay thô bạo bóp chặt cổ của Tiêu Phi Yên. Dùng lực giơ bà ta lên. Một cảm giác khó thở truyền đến. Ha ha.
Tiêu Phi Yên cười khinh thường, ông giết tôi đi, tôi sẽ không nói đâu. Bà tưởng bản vương không dám sao, đôi mắt của tù sư đỏ bừng, lúc chuẩn bị bóp nát cổ của Tiêu Phi Yên. Đợi đã. Tiêu Trấn Quốc sầm mặt đi đến, ông không thể giết bà ta. Tù sư lướt nhìn ông ta một cái, cười lạnh lùng nói, làm sao? Không ngờ giết em gái hả? Tiêu Trấn Quốc phì cười một tiếng, chúng ta cùng tạo phản, nếu bà ta không hạ chiếu thư nhường vị, người thiên hạ sẽ nhìn nhận chúng ta thế nào? Tù sư, nếu ông cảm thấy sau khi giết bà ta, thì có thể danh chính ngôn thuận đổi nguyên tộc thành tù tộc. Thì coi như tôi chưa nói gì. Tù sư chậm rãi buông tay, ông nói xem phải làm thế nào. Khụ khụ. Tiêu Phi Yên trượt ngã xuống đất, ho khan dữ dội vài tiếng. Giữ cái mạng ba ta lại, làm theo kế hoạch để tôi đăng cơ. Đương nhiên chấm sẽ hạ lệnh phong tù tộc thành vương tộc, Tiêu Trấn Quốc lạnh lùng nhìn Tiêu Phi Yên. Giọng lạnh lùng lại vang lên, theo tôi biết, tổ địa hoa tộc cần 3 tấm hắc long lệnh. Và còn cả máu tươi của người hoa tộc, mới có thể mở ra. Linh Nhi là con gái của Lục Thiên Thần, trong cơ thể cô ta không thể chảy dòng máu của hoa tộc. Nghê Hoàng là huyết mạch mị tộc, mỗi một người mị tộc khi đến tuổi thành niên đều sẽ tiến hành kiểm tra huyết mạch, nếu là cô ta thì đã bị mị tộc phát hiện lâu rồi. Chỉ còn lại Dạ Thần đó. Nói đến đây, sắc mặt của Tiêu Trấn Quốc biến ảo bất định. Tù sư hơi ngạc nhiên, không phải chứ? Trong cơ thể tên nhóc đó có ma huyết sôi sục. Lúc tôi giao đấu với hắn, có thể chắc chắn 100%, tuyệt đối là khí thức của ma tộc. Tiêu Trấn Quốc suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên cười, đây là chính là điểm thú vị. Ở đây tổng cộng chỉ có 4 người, Tiêu Phi Yên là em gái ruột của tôi, cho nên tôi biết bà ta chắc chắn không thể nào là huyết mạch hoa tộc. Lục Linh Nhi và Nghê Hoàng cũng loại trừ, vậy chỉ còn lại một người cuối cùng Dạ Thần. Loại trừ tất cả các khả năng, người cuối cùng cho dù khó mà tin được, đó cũng là đáp án. Vừa dứt lời, Tiêu Trấn Quốc ngẩng đầu, nhìn lên tế đàn, trong cơ thể Dạ Thần, rất có thể chảy đồng thời dòng máu hoa tộc và ma tộc. Chấm. Nơi này chính là tổ địa hoa tộc sao? Nghê Hoàng nhìn xung quanh, đồng tử không ngừng co lại. Ba người đứng trên một tế đàn lớn giống như thế giới bên ngoài, mọi thứ xung quanh thực sự quá chấn hãi. Phía trước từng dãy núi kéo dài nhấp nhô liên tiếp, vô số cây cao chọc trời ngàn mét mọc giữa các loại cung điện cổ xưa. Điều khiến người ta kinh ngạc là dưới đất có thể nhìn thấy dược liệu ở mọi chỗ. Vô số dược liệu. Một cây bất kỳ cũng to bằng cánh tay em bé, mọc hoang dại bên đường, trong khe đá. Thậm chí dưới chân Nghê Hoàng cũng có mấy cây dược liệu khí tức khủng bố. Diệp Bắc Minh ngắm nhìn xung quanh, nơi này đã bị bỏ hoang rất lâu rồi, cho nên mới khiến các giống cây dược liệu này sinh sôi nảy nở không hạn chế. Huyết ô thảo, theo như ghi chép trong Thần Nông Bách Thảo Kinh, vật này đã tuyệt chủng lâu rồi. Khẽ động trong lòng. Diệp Bắc Minh mau chóng xông ra. Đi xung quanh một vòng. Âm Long Thảo, Bách Lý Hoa, Quả Tuyệt Thiên, Cỏ Dâu Rồng Vàng. Diệp Bắc Minh cứng nở người, vãi. Đều là dược liệu trước thời thượng cổ. Ở bên ngoài, những dược liệu này đều đã bị tuyệt chủng lâu rồi. Thật không ngờ tổ địa hoa tộc lại toàn là những vật quý giá như này. Đột nhiên, một ý nghĩ lướt qua trong đầu. Lúc ở Mị Cảnh, anh có được một phương thuốc kim tủy đan thượng cổ. Tiếc là trên ghi chép đều là dược liệu thời thượng cổ, Diệp Bắc Minh cũng không quan tâm. Nay ở tổ địa hoa tộc đều là những dược liệu từ thời thượng cổ để lại, nói không chừng có thể thu thập. Cô chăm sóc cô ta, tôi đi xung quanh xem sao. Diệp Bắc Minh ném lại một câu. Mau chóng lao đi. Chỉ mất khoảng nửa canh giờ, Diệp Bắc Minh đã gom đủ tất cả dược liệu cần thiết để luyện kim tủy đan. Lúc anh về đến bên cạnh Nghê Hoàng, Lục Linh Nhi đã tỉnh lại, cứ hét đòi đi cứu Tiêu Phi Yên. Mẫu hậu. Đám người đó bắt được mẫu hậu của muội nhất định sẽ giết bà ấy. Hoàng tỷ tỷ, muội cầu xin tỷ cho muội đi cứu bà ấy đi. Sắc mặt Nghê Hoàng nghiêm trọng, không được, thần hậu bảo tỷ bảo vệ muội. Với thực lực của chúng ta, bây giờ ra mà ngoài chắc chắn là nộp mạng. Lục Linh Nhi nước mắt lưng tròng, quỳ thụp xuống đất, Hoàng tỷ tỷ, phụ hoàng đã chết, muội không thể không có mẫu hậu.
bất luận Nghê Hoàng an ủi thế nào. Lục Linh Nhi chỉ muốn đi cứu Tiêu Phi Yên. Diệp Bắc Minh cau mày, bước một bước lên tế đàn, Nghê Hoàng, đừng ngăn cô ta. Tình hình bên ngoài như vậy, bây giờ cô đi ra cũng sẽ chết chắc. Với thực lực của cô, đừng nói cứu mẹ cô, mà cô cũng chết cùng mẹ của cô. Bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn, thứ nhất, ở lại đây giữ thực lực, sau này báo thù cho mẹ của cô. Thứ hai, bây giờ cô ra ngoài nộp mạng. Vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh lấy ra ba tấm hắc long lệnh. Tưới máu tươi lên tế đàn. Bù, cửa trời mở ra. Trên tế đàn, một chiếc bàn, hai chiếc ghế. Hai người Ngô Thao và tông chủ Võ Cực Tông đều bực bội uống rượu, ca thán, mẹ kiếp. Lại để hai chúng ta làm khổ sai như này. Nói thế nào chúng ta cũng có công lao đấy, nếu không phải chúng ta phong tỏa đế cung trước. Tiêu Trấn Quốc, ông ta dễ dàng kiểm soát được cả đế đô thế sao? Bây giờ tốt rồi, ông ta chiếu cáo thiên hạ 7 ngày sau cử hành đại lễ đăng cơ. Chúng ta lại canh gác tế đàn nát này, dạ thần cũng không phải kẻ ngốc. Làm sao có thể từ tổ địa hoa tộc đi ra vào lúc này chứ? Vừa phàn nàn, Ngô Thao vừa hầm hầm rót một ly rượu. Đôi mắt của tông chủ Võ Cực Tông đỏ bừng, tôi chỉ muốn tên xúc sinh đó chết. Thằng con trai nuôi dưỡng hơn trăm năm của tôi, vốn còn có chút hy vọng, bây giờ lại chết như vậy. Nếu dạ thần xuất hiện trước mặt lão phu, tôi sẽ lột sống hắn. Đột nhiên, không gian phía trước dao động. Bù! Một cánh cửa trời khổng lồ mở ra. Ba người Diệp Bắc Minh, Nghê Hoàng, Lục Linh Nhi xuất hiện trước mắt. Hai người Ngô Thao và tông chủ Võ Cực Tông ngẩn người, đặt chén rượu xuống dụi mắt thật mạnh. Lão Ngô, không phải chúng ta uống nhiều rồi chứ? Cánh cửa trời này lại mở rồi, tông chủ Võ Cực Tông lẩm bẩm một câu. Ngô Thao lắc đầu, mẹ ơi, uống nhiều quá, ảo giác luôn rồi. Lúc này, giọng của Diệp Bắc Minh vang lên từ bên khác của cửa trời, nhìn thấy rồi chứ, cô muốn ra ngoài, bây giờ lập tức đi ra, tôi không ngăn cô. Lục Linh Nhi hoàn toàn trố mắt. Cô ấy nằm mơ cũng không ngờ, Diệp Bắc Minh lại thực sự mở lại được tổ địa hoa tộc. Bên ngoài, mười mấy đôi mắt nhìn qua. Xoạt, xoạt, xoạt. Mấy chục bóng hình lập tức xông lên tế đàn. Hai người Ngô Thao và tông chủ Võ Cực Tông giật mình, tức giận quát một tiếng, vãi. Đây là thật, TTO địa hoa tộc mở ra rồi. Xôn lên, giết vào cho tôi. Hai người nhảy vọt lên. Khí tức của cảnh giới chân quân bùng phát như thú hoang, Lục Linh Nhi sợ đến mặt trắng bệch. Lùi lại mấy bước theo bản năng. Gần như trong tích tắc, hai người Ngô Thao và tông chủ Võ Cực Tông vượt qua cửa trời tiến vào tổ địa hoa tộc. Diệp Bắc Minh giơ hai chân lên đạp trúng lồng ngực của hai người. Phụt! Hai người giống như bị xe lửa đâm, lập tức bay đi, trực tiếp đập nát bàn uống rượu. Cửa trời lập tức đóng lại. Diệp Bắc Minh quay đầu nhìn Lục Linh Nhi, cô còn muốn đi không? Lục Linh Nhi hồn siêu phách lạc lắc đầu, tôi không đi nữa. Cô ấy biết, bây giờ đi ra cũng là con đường chết. Chỉ có giữ tính mạng, mới có cơ hội báo thù cho mẫu hậu. Đúng lúc này, trái tim của Diệp Bắc Minh đập điên cuồng một hồi, máu trong người gần như sôi sục. Lúc này, trên không trung nghĩa địa hỗn độn trong cơ thể anh. Mây đen giăng kín, sấm sét ầm ầm. Ngoại trừ bia mộ của hai vị sư phụ Long Đế và Tuyệt Đại Thần Chủ, bia mộ của 99 sư phụ còn lại gần như đều sán lên, không ngưng kêu. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, thần hồn tiến vào trong huyệt mộ hỗn độn, các vị sư phụ, mọi người làm sao vậy? Bù, bù, bù. 99 bóng hình cùng xông ra. Hư ảnh của 99 vị sư phụ như cha đỡ đầu, Dược Vương Quỷ Cốc, Độc Cô Vũ Vân, Vua Tàn Sát, Kiếm Chủ Bất Diệt, Đan Đế Bất Hủ, Thiên Thần Điện Chủ, Thánh Hoàng Độc Đế, Long Huyết Chiến Thần. Hiện lên. Mỗi người đều lộ vẻ kích động. Cảm giác thân quen quá. Chúng ta, hình như về nhà rồi. Nhà, đúng, chính là cảm giác về nhà. Thần hồn của 99 vị sư phụ dao động dữ dội. Đan Đế Bất Hủ nhìn sang Diệp Bắc Minh, vội vàng hỏi, Minh Nhi, bây giờ con đang ở đâu? Tại sao chúng ta cảm thấy thân thiết như vậy? Diệp Bắc Minh cười lên tiếng,
Bất Hủ sư phụ, Đồ Nhi đã tiến vào đại lục hỗn độn. Lúc này, đang ở trong tổ địa hoa tộc phía dưới đế cung hỗn độn. Tổ địa hoa tộc. Minh Nhi, con nói thật không? Con đã tiến vào tổ địa hoa tộc ư? 99 vị sư phụ vô cùng kích động, 99 đôi mắt đều dõi theo Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh gật đầu, đúng thế. Ông trời ơi, đời này chúng tôi lại có thể được về nhà ư? Ha ha ha, ông trời có mắt, hoa tộc ta trở về rồi. Hu hu hu. 99 vị sư phụ kích động đến òa khóc lớn. Tuy chỉ là trạng thái thần hồn, lại có thể cảm nhận rõ ràng thần hồn của họ dao động dữ dội. Diệp Bắc Minh không hiểu, các sư phụ, quả nhiên mọi người đến từ thần quốc hỗn độn. Cha đỡ đầu gật đầu, Đồ Nhi, con đã về đến tổ địa hoa tộc, vậy thì phải nói cho con biết mọi việc rồi. Diệp Bắc Minh tỏ sắc mặt nghiêm trọng. Cuối cùng phải biết mọi việc rồi sao? Anh hít sâu một hơi, được, cha đỡ đầu, sư phụ, con chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thần hồn của 99 vị sư phụ ngồi khoanh chân, giọng của cha đỡ đầu vang lên, Minh Nhi, con biết nguồn gốc của thần quốc hỗn độn không? Đương nhiên con biết. Diệp Bắc Minh gật đầu, thần quốc hỗn độn là do Lục Thiên Thần và 8 vương tộc khác xây dựng nên. Hoa tộc là một trong số đó. Thế con có biết, 8 vương tộc lớn đến từ đâu không? Cha đỡ đầu hỏi lại một câu. Diệp Bắc Minh hơi nghi hoặc, theo thông tin con được biết, sau khi Lục Thiên Thần và 8 vương tộc xây dựng thần quốc hỗn độn. Không biết vì nguyên nhân gì, hoa tộc bị Vu Hại mưu phản, cuối cùng bị diệt tộc. Huyết mạch hoa tộc bị truy giết, cuối cùng trốn đến thế giới cấp thấp nhất lánh nạn, các vị sư phụ cũng trải qua rất nhiều lần luân hồi tránh truy giết. Con chỉ biết một, mà không biết hai, cha đỡ đầu ngưng trọng lắc đầu. 99 người chúng ta đã hồi phục trí nhớ, chắc con cũng biết thân phận của chúng ta. Diệp Bắc Minh gật đầu, nếu Đầu Nhi không đoán nhầm, các vị sư phụ đều là đại năng thượng cổ phải không? Đúng thế. 99 vị sư phụ cùng gật đầu. Vua Tàn Sát lên tiếng, thực lực của chúng ta, ban đầu đã là hàng đầu nhất đại lục hỗn độn. Kể cả Lục Thiên Thần, thực lực của ông ta cũng xấp xỉ với chúng ta. Diệp Bắc Minh ngẩn người, hít khí lạnh, sát sư phụ, thực lực của mọi và Lục Thiên Thần gần như nhau ư. Vậy thực lực của Hoa Vương, chẳng phải là mạnh hơn ư. Nghe thấy hai chữ Hoa Vương. Độc Cô Vũ Vân liền tỏ vẻ ngưỡng mộ, Hoa Vương vô địch thiên hạ, kể cả là Lục Thiên Thần cũng không phải là đối thủ của ông ấy. Không có sự hỗ trợ của Hoa Tộc, nhà họ Lục không thể nào thành lập thần quốc hỗn độn. Nghe thấy lời này, trong lòng Diệp Bắc Minh vụt lên cơn lửa giận, Độc Cô sư phụ, Hoa Tộc chúng ta đã giúp nhà họ Lục nhiều như vậy. Nhưng tại sao nhà họ Lục còn muốn hại chúng ta? Cả Hoa Tộc bị diệt tộc, chỉ còn lại số ít huyết mạch kéo dài hơi tàn. Ông ta còn biến hai chữ hoa tộc thành cấm kỵ, đại lục hỗn độn chỉ cần có người nhắc đến hoa tộc thì sẽ dẫn đến sấm sét giáng xuống, loại người này đúng là lòng lang dạ sói. 99 vị sư phụ đều trầm mặc. Không biết qua bao lâu. Giọng của cha đỡ đầu vang lên, việc chúng ta muốn nói, chính là những việc này. Minh Nhi, nếu chúng ta nói với con Lục Thiên Thần đang giúp hoa tộc chúng ta, liệu có phải là lật đổ nhận thức của con không? Cái gì? Diệp Bắc Minh hoàn toàn trố mắt. Lục Thiên Thần đang giúp hoa tộc. Chuyện này là sao? Rất nhiều điều thắc mắc hiện lên trong lòng Diệp Bắc Minh. Anh không nhịn được lên tiếng, các sư phụ, đừng vòng vo nữa. Đồ Nhi có thể đi đến ngày hôm nay, đến thẳng thần quốc hỗn độn cũng có tư cách biết tất cả. 99 vị sư phụ trao đổi ánh mắt với nhau. Cuối cùng không hẹn mà cùng gật đầu. Cha đỡ đầu hít khí lạnh, tất cả phải nói từ đầu, một kỷ nguyên trước, Bát Vương phát hiện ra đại lục hỗn độn. Liền đưa người trong tộc di rời đến đó, 8 vương tộc cùng bắt tay xây dựng pháp tắc trật tự của thần quốc hỗn độn mở ra kỷ nguyên mới. Diệp Bắc Minh gật đầu, đương nhiên, con đã nghe nói những việc này. Nhưng việc này có liên quan gì đến Lục Thiên Thần, cuối cùng hoa tộc vẫn thực sự bị tiêu diệt mà. Cha đỡ đầu tiếp tục nói. Con đoán 8 vương tộc chúng ta đến từ đâu? Diệp Bắc Minh ngẩn người, anh lại chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nhất thời trầm mặc, không biết trả lời thế nào.
Cha đỡ đầu thấy vậy, vậy sư phụ đổi cách hỏi, liệu con có bỗng nhiên dẫn người nhà của mình đến nơi khác sinh sống không? Diệp Bắc Minh lắc đầu, bình thường thì sẽ không, trừ phi có lý do bất đắc dĩ. Đúng thế. Cha đỡ đầu gật đầu, tám vương tộc có lý do bất đắc dĩ phải rời khỏi thế giới nguyên bản, năm đó đại lục hỗn độn không một bóng người. Tám tộc chúng ta phát hiện nơi này, liền vui mừng một thời gian, dù sao nơi này cũng là nơi gần thế giới bản nguyên nhất. Hơn nữa có khí hỗn độn làm màn chắn, có lẽ họ sẽ không phát hiện ra chúng ta mới đúng. Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng, họ, là ai? Cha đỡ đầu thở dài nặng nề, nhìn Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt phức tạp, Minh Nhi, không phải sư phụ không muốn nói với con. Mà là người của thế giới đó, cho dù năm đó các sư phụ vào lúc đỉnh phong nhất cùng ra tay, cũng đều bỏ mạng. Hoa Vương bị ép tử trận, cả hoa tộc bị họ diệt trừ khỏi đại lục hỗn độn. Cuộc chiến đó đánh đến mức chúng ta nhếch nhác tháo chạy, chạy đến thần giới, chạy đến thế giới cấp thấp hơn vẫn khó thoát khỏi số phận phải chết. Chúng ta thực sự hy vọng con có thể quen tất cả, đời này, chúng ta có thể về thăm tổ địa, đã rất đủ rồi. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Trong phòng càng tức giận hơn. Sư phụ từng dạy con làm người không thể chấp nhận số phận, tất cả đều dựa vào bản thân đi đấu tranh. Đồ nhi có thể có ngày hôm nay, đều nhờ vào lời dạy bảo của các sư phụ. Hôm nay, sư phụ lại muốn con quên hết tất cả. Diệp Bắc Minh hơi thất vọng. Dường như có người nói với anh, dưới gối đàn ông có vàng. Đột nhiên, có một ngày cả người tự quỳ xuống. Diệp Bắc Minh không thể chấp nhận. Cha đỡ đầu trầm mặc. Vua tàn sát cất giọng khàn khàn, Minh Nhi, những người đó mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Kiểu tuyệt vọng khó thở. Nếu vi sư nói với con, ban đầu có tổng cộng 3 thanh niên từ thế giới bản nguyên đến. Người đầu tiên dẫn đầu, trông khoảng 20 tuổi. Hai người còn lại, trông khoảng 14-15 tuổi, là tùy tùng của người thanh niên kia. Người thanh niên dẫn đầu không ra tay, mà cho hai tùy tùng ra tay đã khiến Hoa Vương chết trận, còn hơn 100 đại năng chúng tôi bị một tên tùy tùng khác truy giết hơn một tháng, tất cả đều bỏ mạng. Minh Nhi, nhớ kỹ, là không có ai sống sót. Toàn, bộ, bỏ, mạng. Nghe thấy lời này. Diệp Bắc Minh liền chấn kinh, đôi mắt mở thật to không dám tin, làm sao có thể. Một thiếu niên mười mấy tuổi đã có thể giết hơn 100 đại năng. Kiếm chủ bất diệt cười khổ một tiếng, không thể tưởng tượng nổi đúng không? Thiếu niên đó búng ngón tay một cái, liền tỏa ra vạn đạo kiếm khí. Thậm chí kiếm chủ bất diệt ta cũng không đỡ nổi 1% kiếm khí. Điện chủ điện thiên thần cúi đầu, như cả tím nát, người giỏi có người giỏi hơn, trời cao còn có trời cao hơn. Giơ tay thì là pháp tắc trật tự. Đã không phải là một thứ của tầng diện. Đúng thế, trận chiến đó quá khủng bố. Vốn không có hy vọng thắng. Thiếu niên tùy tùng đó khủng bố như vậy, thì thanh niên đó đối diện với chúng ta, chẳng phải là cự long cúi nhìn kiến con. 99 vi sư tỷ nhớ lại cảnh năm đó, trên mặt vẫn sót lại vẻ kinh sợ và tuyệt vọng. Trong lòng Diệp Bắc Minh cũng vô cùng chấn hãi. Một thiếu niên mười mấy tuổi. Dám một mình truy giết hơn 100 đại năng thượng cổ. Đã không thể hình dung bằng từ nghịch thiên. Sư phụ, tại sao họ phải diệt hoa tộc? Cha đỡ đầu nói lời dọa người, đương nhiên là vì tòa tháp trong tay con. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, tháp càn khôn chấn ngục. Cha đỡ đầu gật đầu, vật này là Hoa Vương mang về từ thế giới bản nguyên, tình hình cụ thể thế nào chúng ta cũng không biết. Hoa Vương chỉ dặn dò, sẽ có một ngày. Hậu nhân của ông ấy sẽ mang theo vật này kéo dài huyết mạch hoa tộc. Nhiệm vụ của chúng ta là khiến con về tổ địa hoa tộc, mang truyền thừa của hoa tộc đi. Rời khỏi thần quốc hỗn độn, đến thần giới, thánh vực, thế giới tam thiên, đại lục cao võ, thậm chí là thế giới hiện đại, chỉ cần là nơi con thích đều có thể kéo dài huyết mạch hoa tộc. 10 vị sư tỷ của con, thêm cả những hồng nhan đó cũng đủ cho con sinh con đẻ cái. Diệp Bắc Minh cau chặt mày. Sư phụ, chẳng lẽ sứ mệnh của con chính là sinh con đẻ cái sao? Cha đỡ đầu thở dài bất lực, Minh Nhi, vi sư biết con không phục sự sắp xếp của số phận. Làm vua ở thần giới, cúi nhìn chúng sinh cũng là lựa chọn không tồi.
Diệp Bắc Minh quyết đoán lắc đầu. Trực tiếp từ chối. Sư phụ, mọi người sai rồi. Đây là lần đầu tiên anh nghi ngờ quan điểm của 99 vị sư phụ. Cha đỡ đầu cau mày, các sư phụ các cũng đều nhìn qua, cau chặt mày. Giọng của Diệp Bắc Minh tiếp tục vang lên, lần này, Đồ Nhi sẽ không nghe theo mọi người. Chuyện của thần quốc hỗn độn, con phải quản, chuyện hoa tộc năm đó, con cũng phải điều tra rõ ràng. Còn về thế giới bản nguyên mà các sư phụ nói, Diệp Bắc Minh con vẫn phải đến xem sao. Con muốn xem những người đó, có phải người nào cũng là rồng trên trời, còn chúng ta đều là con kiến dưới chân họ không? Trong con mắt của 99 vị sư phụ phát ra hào quang khác nhau. Vua Tàn Sát quát nói, cậu nhóc, cho dù thịt nát xương tan, con cũng không sợ sao? Diệp Bắc Minh lắc đầu, không sợ. Kiếm chủ bất diệt quát lớn, con không sợ chết. Với thực lực hiện tại của con, có thể ngay cả một đầu ngón tay của họ, con cũng không ngăn được. Diệp Bắc Minh cười ngạo nhiên, tấm thân tàn này của con giữ lại có tác dụng gì? Diệp Bắc Minh thà chết một cách oanh liệt, cũng không muốn sống chui sống lủi. Tốt! 99 vị sư phụ đồng thanh khen một tiếng, ha ha ha, không hổ là đệ tử mà chúng ta chọn. Quả nhiên con không làm chúng ta thất vọng. Diệp Bắc Minh ngẩn người, các sư phụ, mọi người có ý gì? Cha đỡ đầu nhếch miệng cười, nhóc con, sư phụ con mãi mãi là sư phụ của con. Con đã là cảnh giới thần tôn đỉnh phong rồi phải không? Bước vào cảnh giới thần hoàng cần có đạo của riêng con. Bây giờ, con đã có đạo của mình rồi. Nếu không tin, con thử đột phá xem. Diệp Bắc Minh ngẩn người. Lẽ nào vừa nãy các sư phụ nói nhiều như vậy là để dẫn dắt anh đi lên đạo của mình? Liền sau đó, Diệp Bắc Minh bỗng mở đôi mắt. Một đường sét khủng bố giáng xuống từ trên bầu trời, trên không trung cả tổ địa hoa tộc hóa thành biển sấm sét. Lôi kiếp của cảnh giới thần hoàng, đến như đã hẹn. Anh Diệp. Cơ thể Nghê Hoàng chấn động, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Lục Linh Nhi bên cạnh cũng ngẩn người, anh ta sắp độ kiếp sao? Thiên kiếp của cảnh giới thần hoàng. Diệp Bắc Minh không để ý hai người, kích động buột miệng nói, sư phụ, mọi người vì để giúp con độ kiếp tiến vào cảnh giới thần hoàng ư. Liền sau đó. Trong đầu vang lên giọng của cha đỡ đầu. Trước khi Hoa Vương qua đời đã căn dặn, vạn đời sau, hoa tộc có một người tên là Bắc Minh. Chúng ta đã đợi hết một kỷ nguyên, cuối cùng đã đợi được con. Nếu con chấp nhận số phận, chúng ta sẽ quên hết tất cả đi luân hồi. Nếu con không phục, hoa tộc ta sẽ cược hết tất cả may mắn. Cùng con chiến thêm một trận. 99 vị sư phụ đồng thanh quát lớn. Được rồi, độ kiếp cho tốt đi. Giọng nói biến mất. Diệp Bắc Minh kích động đến máu nóng sôi sục, anh không do dự, đôi mắt sầm xuống xông vào sâu trong lôi kiếp. Nghê Hoàng và Lục Linh Nhi ngẩn ngơ, chấn hãi tuyệt vọng nhìn lôi kiếp trên bầu trời. Nửa canh giờ sau, lôi kiếp dần biến mất, Diệp Bắc Minh tiến vào cảnh giới thần hoàng không hề bất ngờ. Anh đứng trên không trung, trên người tỏa ra sự tự tin mạnh mẽ, đây chính là cảnh giới thần hoàng sao? Con đường mình phải đi vừa là y đạo, cũng là đan đạo. Là kiếm đạo, còn là đạo tàn sát, còn có đạo vô địch mà bản thân mình kiên trì đi tiếp. Sư phụ, con hiểu rồi. Các sư phụ muốn con kiên trì bản tâm, đây là đạo của bản thân mình. Vua Tàn Sát cười nói, Đồ Nhi, chúc mừng con đã lĩnh ngộ. Cha đỡ đầu lên tiếng theo, Đồ Nhi, bắt đầu từ bây giờ có thể để chúng ta rời khỏi huyệt mộ hỗn độn rồi. Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng, sư phụ, thần hồn của mọi người sau khi rời khỏi huyệt mộ hỗn độn, sẽ không tiêu tan sao? Ha ha ha! 99 vị sư phụ phát ra tiếng cười sảng khoái. Tổ địa hoa tộc là thế giới không gian mà Hoa Vương xây dựng, nơi này đều là pháp tắc mà Hoa Vương để lại. Chỉ cần có tượng đài định hình linh hồn, thần hồn của chúng ta có thể từ từ hồi phục ở đây, và nuôi dưỡng ra máu thịt. Tốt quá rồi, Diệp Bắc Minh kích động. Không còn do dự, một ý niệm. Khi mở ra huyệt mộ hỗn độn trước mặt Nghê Hoàng và Lục Linh Nhi, hai người kinh ngạc nhìn vào trong không gian xám mờ, 99 bia mộ liên tiếp bay ra. Đây là... Hai người kinh ngạc mở to đôi mắt,
ôm chặt cái miệng nhỏ không dám tin. Cậu nhóc, chúng tôi cũng muốn mượn dùng tổ địa hoa tộc. Có thể sống lại, thật tốt quá. Bia mộ của thần chủ tuyệt thế và long đế cùng bay ra, 101 bia mộ xếp hàng ngay ngăn trên bãi đất trống rộng lớn phía trước. Chuyện gì vậy? Bia mộ lại biết nói. Các người là ai? Nghê Hoàng và Lục Linh Nhi bị chấn hãi cực lớn. Diệp Bắc Minh hoa tộc quay đầu nhìn hai người một cái, không giải thích nhiều, đây là bia mộ của 101 sư phụ của tôi, còn là đại năng thượng cổ của hoa tộc. Đại năng thượng cổ của hoa tộc. Lục Linh Nhi mở to đôi mắt, chẳng phải hoa tộc đã bị diệt tộc rồi sao? Chẳng lẽ tàn hồn của họ vẫn còn sống? Diệp Bắc Minh nheo mắt, một luồng sát ý khóa chặt Lục Linh Nhi, chú ý ngôn từ của cô, còn dám ăn nói bừa bãi, tôi sẽ tiễn cô lên đường. Lục Linh Nhi ngẩn người. Nổi lên cơn lửa giận, anh muốn giết tôi. Tôi là công chúa của thần quốc hỗn độn đấy. Công chúa cái gì, thần quốc hỗn độn sắp diệt vong rồi, Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng khinh thường. Anh! Lục Linh Nhi tức đến đỏ mắt, như sắp òa khóc. Cha đỡ đầu quát một tiếng, nhóc con, cô bé này là con gái của Lục Thiên Thần phải không? Đừng ức hiếp người ta. Vi sư đã nói. Hoa tộc diệt vong không liên quan gì đến Lục Thiên Thần. Năm đó là Lục Thiên Thần giúp đỡ, thần hồn của chúng ta mới có cơ hội được luân hồi. Lục Thiên Thần liệt hoa tộc vào lời cấm kỵ, cũng là vì để người của thần quốc hỗn độn không bàn tán về hoa tộc, tránh nhắc lại chuyện cũ khiến người ta phát hiện bí mật chúng ta chưa chết. Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng, nhưng không nói gì. Giọng của cha đỡ đầu tiếp tục vang lên, con cũng không nghĩ xem. Nếu Lục Thiên Thần muốn diệt chúng ta, tổ địa hoa tộc làm sao lại ở dưới đế cung của nhà họ Lục chứ? Diệp Bắc Minh thu lại sát ý. Nghe thấy lời này, Nghê Hoàng cứng đờ tại chỗ. Lục Linh Nhi ôm miệng, các ông thực sự là đại năng thượng cổ hoa tộc. Không lừa già dối trẻ. Giọng của cha đỡ đầu vang lên. Đồng tử của hai cô gái không ngừng co lại, tất cả mọi việc gây chấn hãi cực lớn cho họ. Diệp Bắc Minh cất giọng nghiêm trọng, các sư phụ, sau đây đồ nhi phải làm thế nào? Vua Tàn Sát nói, tăng cảnh giới của con thực sự quá thấp. Nhóc con, theo lý mà nói thì con vô địch trong cùng cảnh giới, chỉ là vì con vượt cấp giết địch quá khủng bố. Cho nên mới dẫn đến cảnh giới không theo được, thì đã đến thế giới cấp cao hơn. Nếu theo kế hoạch của vi sư, ít nhất còn cần 1000 năm nữa mới có thể đến thần quốc hỗn độn. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng. Theo ý của các sư phụ, tư chất tốt quá cũng là lỗi của anh. Vua Tàn Sát chuyển giọng, được rồi, cậu nhóc, nơi này không thể ở lại lâu, con nên đi rồi. Diệp Bắc Minh nhếch miệng cười, sư phụ, nơi này có nhiều dược liệu như vậy. Còn có sức mạnh của Long Mạch hỗ trợ, còn ở đây nâng cao hai cảnh giới lớn chẳng phải là hoàn hảo sao. Thần hồn của cha đỡ đầu lắc đầu, con đợi được. Mấy sư tỷ của con có thể đợi được không? Nghe nhắc đến mấy sư tỷ, Diệp Bắc Minh thu lại nụ cười, sư phụ, xin hãy nói rõ. Thần hồn của cha đỡ đầu giơ tay điểm một cái. Một đường hào quang chui vào giữa đôi lông mày của Diệp Bắc Minh. Đi tìm mấy tông môn này, các sư tỷ của con sẽ phối hợp hành động với con. Mấy cái tên địa danh xuất hiện ở sâu trong đầu của Diệp Bắc Minh. Vậy họ thì sao? Diệp Bắc Minh lướt nhìn Nghê Hoàng và Lục Linh Nhi. Để họ ở lại đây mới là an toàn nhất với họ. Được. Diệp Bắc Minh không nói nhiều, cao từ với trăm vị sư phụ, quay người bước một bước lên tế đàn. Dạ thần, dạ công tử, đợi đã. Lục Linh Nhi nhìn thấy Diệp Bắc Minh định đi, mau chóng chạy theo. Bàn tay nhỏ trắng ngần bám lấy cánh tay của Diệp Bắc Minh, dạ công tử, nếu có thể. Xin anh cứu mẫu hậu của tôi. Diệp Bắc Minh cau mày. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh do dự, Lục Linh Nhi liền quỳ xuống đất. Vẻ mặt cầu xin, dạ công tử, tôi cầu xin anh đấy, chỉ cần anh đồng ý, bây giờ tôi chết cũng được. Nói xong, lấy ra một con dao găm rạch về phía cổ của mình. Thôi được. Diệp Bắc Minh tóm lấy con dao của Lục Linh Nhi, tôi sẽ cố hết sức, nhưng tôi không bảo đảm chắc chắn có thể cứu được Tiêu Phi Yên. Cảm ơn dạ công tử. Lục Linh Nhi cảm kích rơi nước mắt. Diệp Bắc Minh không do dự, lấy ra ba tấm hắc long lệnh,
nhỏ máu tươi lên tế đàn. Bước một bước vào cánh cửa không gian. Tên nhóc đó đi rồi, khoảng thời gian tiếp theo sợ rằng chúng ta sẽ rất nhàm chán. Một giọng nói coi thường tất cả vang lên, hay là, cho tên nhóc đó có thêm hai sư muội. Ấy, ý kiến hay. Các sư phụ khác cùng tán thành. Chấm. Bên ngoài, Ngô Thao và tông chủ Võ Cực Tông đầy bực bội canh gác trên tế đàn. Đáng ghét, vừa nãy tên xúc si đó lại mở tổ địa hoa tộc thật, chúng ta cũng không phản ứng lại, Ngô Thao hận thù nói. Tông chủ Võ Cực Tông sầm mặt, lần sau nếu hắn dám ra nữa, bản tông chủ nhất định lột sống hắn. Đột nhiên. Vù. Một cánh cửa không gian mở ra. Ngô Thao và tông chủ Võ Cực Tông ngẩn người, quay sang nhìn nhau một cái, lại mở rồi. Đáng chết. Vãi. Hai người lập tức phản ứng lại, cực kỳ tức giận giết về phía Diệp Bắc Minh, xúc sinh, mày nghĩ đùa giỡn bọn bao vui lắm hả? Lần này Diệp Bắc Minh không rút chạy, mà chủ động bước ra một bước, bật nhảy bay lên như lò xo. Phập, phập. Hai chân như thiên thạch, đập lên lồng ngực của Ngô Thao và tông chủ Võ Cực Tông. Giày Warrior lập tức nhuốm máu đỏ tươi. Hai người lập tức bay đi, kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Mày, thực lực của mày sao đột nhiên mạnh hơn nhiều như vậy? Tao biết rồi, chắc chắn là mày có được bảo bối của hoa tộc, nhóc con, biết điều thì mau giao bảo vật của hoa tộc ra đây, hai người lập tức phản ứng lại, hầm hầm uy hiếp. Diệp Bắc Minh cười, các người còn không biết hoàn cảnh của mình phải không? Bước ra một bước, một luồng sóng khí vô hình nổ tung. Rắc. Thậm chí Ngô Thao còn không nhìn rõ Diệp Bắc Minh ra tay thế nào, thì cái cổ đã méo nó kỳ lạ. Cái đầu xoay 360 độ, con người lồi ra, nhìn chằm chằm tông chủ Võ Cực Tông bên cạnh. Phập. Một tiếng vang lớn. Đầu của Ngô Thao nổ tung, cơ thể đổ xuống. Ngô đại trưởng lão. Tông chủ Võ Cực Tông vô cùng kinh sợ, họ đều là cảnh giới thiên quân. Tuy chỉ là sơ kỳ, không cùng một đẳng cấp với tù sư cảnh giới thiên quân đỉnh phong, cũng chắc chắn không thể nào bị người khác dễ dàng bẻ gãy cổ đầu nổ tung mà chết như vậy. Rốt cuộc mày đã có được gì trong tổ địa hoa tộc? Chẳng lẽ là truyền thừa của Hoa Vương Diệp Quân Lâm? Tông chủ Võ Cực Tông vừa lùi lại, vừa kinh sợ hỏi. Diệp Bắc Minh cười đuổi theo, một người chết còn cần biết nhiều thế làm gì? Chấm. Cùng lúc đó, tù sư đi đến ngoài tầm cung của Tiêu Phi Yên. Không có lệnh của bản vương, không ai được vào. Tù sư ra lệnh cho mấy ông lão canh gác lối vào tầm cung. Rõ. Tuy Tiêu Phi Yên trở thành tù nhân, nhưng dù sao cũng là thần hậu, nên không bị nhốt vào thiên lao. Mà phong ấn tu vi, nhốt trong tầm cung của bà ta. Tù sư đẩy mở cửa tấm cung một cách thô bạo, Tiêu Phi Yên trong tầm cung lập tức đứng lên. Tù sư, ông đến đây làm gì? Tôi ra lệnh cho ông lập tức thả bản hậu ra. Nếu không đợi thần quân quay về, tù tộc các ông chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Tù sư cười đầy ý sâu xa, vậy sao? Tôi cũng rất muốn gặp Lục Thiên Thần. Chỉ là không biết chốc nữa khi bản vương sủng hạnh thần hậu, Lục Thiên Thần liệu có xuất hiện không đây? Vẻ mặt Tiêu Phi Yên biến sắc, ông muốn làm gì? Tù sư giơ tay tóm lên hư không, một luồng sức mạnh trói buộc Tiêu Phi Yên, tay chân không thể nhúc nhích. Mọi người đều nói Lục Linh Nhi là đệ nhất mỹ nữ của đại lục hỗn độn, ai mà không biết mẫu thân của cô ta Tiêu Phi Yên còn quyến rũ hơn. Tù sư búng ngón tay. Xoẹt, tiếng vải bị xé rách vang lên. Áo dài cung trang của Tiêu Phi Yên lập tức hóa thành mảnh vụn, lộ ra lớp áo cuối cùng. Ông dám làm vậy với tôi? Toàn thân Tiêu Phi Yên run lên. Ánh mắt của tù sư sáng lên, mẫu thân của đệ nhất mỹ nữ đại lục hỗn độn, quả nhiên bất phàm. Người phụ nữ mà Lục Thiên Thần phải lòng, hôm nay tù sư tôi cũng phải hưởng thụ. Vừa dứt lời. Tù sư mau chóng đi đến trước người Tiêu Phi Yên. Bà nói xem, tôi lột chỗ nào trước đây? Ông dám, Tiêu Phi Yên nghiến răng nghiến lợi. Ha ha ha, bản vương không dám, tù sư ngửa cổ lên trời cười lớn. Năm ngón tay tóm về phía Tiêu Phi Yên. Một luồng sức mạnh chuẩn xác cuốn đến. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ba âm thanh vải rách lần lượt vang lên,
dù lót trên người Tiêu Phi Yên đều rách vụn, ngoại trừ hai đồ phòng tuyến cuối cùng. Mọi thứ thường ngày ẩn dưới lớp cung trang uy nghiêm, gần như đều lộ ra trước mặt tù sư. Vãi, đẹp, đồng tử của tù sư co lại, chỉ là không biết thần hậu so với các phụ nữ khác, rốt cuộc có điểm nào khác nhau. Tiêu Phi Yên tức đến tái xanh mặt, sau đó lại biến thành trắng bệch. Chẳng lẽ mình thực sự phải thất thân cho tù sư? Nghĩ đến đây. Một hàng lệ không nhịn được trào ra, nói với giọng gần như cầu xin, tù sư. Tôi xin ông đấy, ông muốn giết tôi, hành hạ tôi thế nào cũng được. Cầu xin ông, đừng động vào tôi. Thần hậu thần quốc hỗn độn lại đang vẫy đuôi cầu xin. Ha ha ha, máu trong người tù sư sôi sục, không nhịn được cười điên cuồng. Nếu những người khác của đại lục hỗn độn biết thần hậu cầu xin tôi như vậy, thì sẽ tỏ vẻ thế nào đây? Nói xong. Đưa ra cánh tay thô to tóm về phía Tiêu Phi Yên. Hình thành sự đối lập mới mẻ với làn da trắng ngần không tì vết của bà ta, khi sắp giật vải che cuối cùng xuống. Thịch, thịch, thịch. Đột nhiên. Tiếng gõ cửa vang lên. Tù sư bực mình quay đầu, không phải bản vương đã nói, không có lệnh của bản vương. Không ai được làm phiền hả? Một tiếng quát lớn, cút. Quay đầu, đang định tiếp tục việc chưa hoàn thành. Thịch, thịch, thịch. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Tù sư vô cùng bực mình, vãi. Các người coi lời của bản vương như gió thổi qua tai hả? Tôi thấy mấy tên phế vật các người đang muốn chết mà. Quay người, bước đến cửa lớn tẩm cung. Khoảnh khắc mở cửa. Một bóng hình đứng ở đó, ánh mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm tù sư. Tông chủ Võ Cực Tông, ông đến đây làm gì, tù sư cau mày. Liền sau đó, cổ của tông chủ Võ Cực Tông nghẹo sang một bên, cái đầu lai bộp bộp một tiếng rơi xuống đất. Ông, tù sư sợ giật mình. Lúc này, phía sau vang lên giọng kinh ngạc của Tiêu Phi Yên, sao cậu lại ở đây? À, đừng nhìn chỗ đó. Tù sư mau chóng quay đầu, vừa hay nhìn thấy Diệp Bắc Minh lấy ra một bộ quần áo từ chiếc nhẫn chữ vật ném cho Tiêu Phi Yên, mặc vào trước đi rồi tính. Dạ thần, là mày. Tù sư ngẩn người. Sau đó, trên khuôn mặt già hiện lên nụ cười kích động, mày lại ra khỏi tổ địa hoa tộc. Nói mau, trong tổ địa hoa tộc rốt cuộc có thứ gì? Bóng người của tù sư gần như lao đến cùng lúc với giọng nói. Một cánh tay lớn nghiền áp về phía bả vai Diệp Bắc Minh. Nhóc con, quỳ xuống trả lời cho lão phu. Ha ha. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh lóe lên tia băng lạnh khát máu, kiếm thiên ma xuất hiện trong tay chém ra một đường. Vừa hay chạm vào bàn tay của tù sư nghiền áp xuống. Rắc một tiếng giòn tan. Cả bàn tay của tù sư lập tức máu thịt lẫn lộn một mảng, ba đầu ngón tay nổ tung, mày. Thực lực của mày tiến bộ rồi ư, chuyện này là thế nào? Tù sư vừa kinh ngạc vừa tức giận. Mau chóng lùi lại. Trong con mắt lộ ra vẻ vui mừng điên cuồng giống như Ngô Thao và tông chủ Võ Cực Tông, bản vương biết rồi, chắc chắn là đồ của hoa tộc để lại. Rốt cuộc mày có được cái gì? Còn chưa đến nửa ngày, lại có thể đối kháng với bản vương. Diệp Bắc Minh chẳng thèm phí lời. Tay cầm kiếm thiên ma bước lên trước. Lại chủ động tấn công. Cái thứ như con kiến, mày dám chủ động tấn công bản vương. Muốn chết hả, tù sư tức giận gào thét một tiếng. Phía sau hiện lên hình ảnh một con sư tử, lao vào Diệp Bắc Minh như bẻ cành khô. Rồng đến. Diệp Bắc Minh quát một tiếng. Gru. Một tiếng rồng gầm vang lên, một con huyết long xông ra từ trong kiếm thiên ma đập mạnh vào con sư tử, hai bên cùng nổ tung. Một luồng sóng khí như sóng thần cuồn cuộn lao ra. Diệp Bắc Minh lùi lại mười mấy bước, đáp xuống trước người Tiêu Phi Yên. Dạ thần, cậu tiến bộ nhiều như vậy ư, Tiêu Phi Yên đầy chấn kinh. Tù sư cũng lùi lại bảy bước, mỗi một bước đều để lại một hố sâu đường kính một mét trên gạch nền. Sau khi tù sư dừng lại, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh với vẻ mặt chấn kinh. Trong đôi mắt tràn đầy sát ý dày đặc và kiêng sợ không thôi. Dạ thần, bản vương cho mày một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần mày đưa bản vương tiến vào tổ địa hoa tộc, tôi có thể cho mày chết thoải mái, hơn nữa còn giữ cho mày một thi thể hoàn chỉnh. Diệp Bắc Minh lại bật cười, tù sư,
nếu ông nắm chắc tuyệt đối giết được tôi thì sẽ không nói lời này. Tù sư, ông, sợ rồi. Hỗn xược, bản vương có gì phải sợ? Giọng của tù sư âm trầm đến dọa người, một luồng uy áp cảnh giới thiên quân bùng phát, đã như vậy, bản vương cho mày biết thế nào là tuyệt vọng. Sư tử chín đầu, ra đây. Quát một tiếng. Khí thế của tù sư bùng phát. Đến cuối cùng, sư tử phía sau lại hóa thành một con sư tử chín đầu. Cả đại điện tẩm cung chấn rung dữ dội, sư tử chín đầu gầm lên một tiếng. Sóng âm bùng ra, cả đại điện hóa thành một đống đổ nát. Sư tử chín đầu xông đến từ khói bụi ngút trời, chín cái đầu đồng thời cắn xé về phía Diệp Bắc Minh. Xông đến. Kiếm khí của Diệp Bắc Minh phát ra, lại ngưng tụ thành một con huyết long, bị sư tử chín đầu cắn xé nuốt chửng tại chỗ. Tù sư cười lạnh lùng lắc đầu, dạ thần, mày đừng phí sức nữa. Mày có huyết mạch hoa tộc, bản vương cũng đâu phải không có hai dòng máu chứ. Trong cơ thể của tù tộc tôi có một nửa huyết mạch sư tử thôn thiên thượng cổ. Mày chết chắc rồi, giữ cho hắn một hơi thở là được, giết. Hú! Sư tử chín đầu lao đến lần nữa. Diệp Bắc Minh cầm kiếm thiên ma, chém ra chín con huyết long, nhưng chỉ có thể ngăn được sư tử chín đầu một lát. Toàn bộ chín con huyết long đều bị cắn xé, nuốt chửng. Đôi mắt Diệp Bắc Minh nghiêm lại, không ngờ thực lực của tù sư lại mạnh như vậy. Đây chính là cảnh giới thiên quân đỉnh phong sao. Tuy chỉ cách cảnh giới thiên quân sơ kỳ hai cảnh giới nhỏ, lại khác một trời một vực. Nếu sử dụng sức mạnh của kiếm càn khôn chấn ngục, mình nắm chắn có thể giết chết sư tử chín đầu, nhưng một khi dùng thanh kiếm đó, sắc mặt Diệp Bắc Minh dao động. Kiếm càn khôn chấn ngục vừa xuất hiện, anh lo sợ sẽ dẫn đến thế lực đáng sợ hơn tù sư đến. Không chừng thế giới bản nguyên sẽ lập tức biết thanh kiếm này ở trong tay anh. Cùng lúc đó, một bóng hình từ phía xa vội vã chạy đến, tù sư, đã xảy ra chuyện gì? Sau khi Tiêu Trấn Quốc nhìn thấy Diệp Bắc Minh trong đống đổ nát, con mắt hiện lên vẻ vui mừng, dạ thần, là mày. Mày lại ra rồi. Soạt. Diệp Bắc Minh vụt người, đáp xuống bên cạnh Tiêu Phi Yên, ôm lấy bà ta. Ảnh Thuấn. Liền sau đó xuất hiện ở chỗ cách mấy trăm mét. Đừng để hắn chạy. Mau đuổi theo, tù sư phát hiện ra ý đồ của Diệp Bắc Minh, tức giận gào thét. Diệp Bắc Minh liên tục sử dụng ảnh thuấn, biến mất. Tù sư suýt tức chết, đáng chết, người đâu, đuổi theo cho tôi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, bất luận là người nào bắt được tên nhóc này, bản vương bảo đảm người đó và thế hệ con cháu đời sau sẽ được hưởng đãi ngộ vương tộc. Võ giả xung quanh đỏ bừng đôi mắt, đuổi theo bất chấp. Cùng lúc đó, Lão Hà và Bạch Tông Hà vội vã chạy đến. Đã xảy ra chuyện gì? Hai người đều thộn mặt. Tiêu Trấn Quốc sắc mặt âm trầm, con mắt bất định, dạ thần lại ra từ tổ địa hoa tộc. Làm sao hắn có cái gan đó? Cái gì, dạ thần ra từ tổ địa hoa tộc, Bạch Tông Hà ngẩn người. Đôi mắt của Lão Hà đang nhỏ máu, tên xúc sinh này đã giết con trai của tôi. Hắn còn dám đi ra. Tôi nhất định phải cho hắn chết. Tiêu Trấn Quốc không để ý hai người, mà nhìn tù sư, rốt cuộc là chuyện gì? Với thực lực của tên nhóc này, lại có thể tháo chạy được trước mắt ông. Còn cứu được Tiêu Phi Yên, ông có biết không có Tiêu Phi Yên, 7 ngày sau chẫm đăng cơ thế nào? Tù sư vốn đã tức không chịu nổi, nghe xong lời này trực tiếp cười lạnh lùng một tiếng, Tiêu Trấn Quốc, ông còn muốn đăng cơ. Ông có biết thực lực của dạ thần còn tiến bộ không chỉ gấp 10 lần không? Ngay vừa nãy thôi, hắn lại có thể đánh thương được bản vương. Còn ép bản vương triệu hồi sư tử chín đầu. Hơn nữa, võ cực tông chủ đã chết, đoán chừng đại trưởng lão Ngô Thao của Điện Huyết Nguyệt cũng lành ít dữ nhiều. Nghe được lời này, Tiêu Trấn Quốc sửng sốt, không có khả năng. Lão Hà nuốt một ngụm nước bọt, võ cực tông chủ và đại trưởng lão của Điện Huyết Nguyệt đã chết ư. Làm sao có thể chứ? Bạch Tông Hà mở miệng, tù vương, ngài đang nói đùa à? Tự mình xem đi. Tù sư khoát tay. Tàn tích tẩm cung của Tiêu Phi Yên rung chuyển. Sau đó, một cái xác và một cái đầu bay ra từ đó. Không ai khác chính là võ cực tông chủ. Hít. Lão Hà và Bạch Tông Hà hít sâu một ngụm khí lạnh.
Lòng dạ của Tiêu Trấn Quốc sâu hơn một chút, nét mặt già nua đột nhiên tối sầm lại, chẳng lẽ tên nhóc này lấy được truyền thừa của Hoa tộc? Hay là một loại đan dược nào đó? Trừ những thứ này ra, tôi thật sự không thể tưởng tượng được tên nhóc này làm sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Tù sư gật đầu, bổn vương cũng có ý như vậy. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Bắc Minh biến mất, tên nhóc này nhất định là đạt được cái gì đó không tầm thường, bất kể là cái gì. Bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải biết, nói không chừng là chúng ta có thể có cơ hội tiến vào cảnh giới thần quân. Tim Tiêu Trấn Quốc đập thình thịch. Dường như có một cơ hội đang chờ đợi ông ta ở đâu đó. Ông ta hiếm khi có cảm giác như thế này. Vậy còn chờ gì nữa? Lập tức thông báo cho Điện Huyết Nguyệt và Võ Cực Tông, cũng như Tứ Đại Thánh Địa, Tù Tộc, nhà họ Tiêu tới bắt giữ Diệp Bắc Minh. Đế đô đã bị phong tỏa, tên nhóc này trốn không thoát đâu. Tiêu Trấn Quốc thở ra một hơi lạnh đến mức xương tủy, nói, cho dù có đào ba thước xuống đất cũng phải tìm tên nhóc đó cho tôi. Chấm. Đế đô, một góc của một con phố nào đó. Làm nhanh gọn cho tôi. Chỉ cần tìm ra tung tích của hai người này, chúng ta và con cháu sau này sẽ không có gì phải lo lắng nữa. Mỗi người trong đội tu võ giả đều cầm trên tay bức chân dung của Diệp Bắc Minh và Tiêu Phi Yên. Nhanh chóng lao tới phía trước và điên cuồng gõ cửa. Bọn họ không thấy được chúng ta. Khí hỗn độn, thế mà cậu lại có được khí hỗn độn. Tiêu Phi Yên trưng ra vẻ mặt kinh hãi. Giờ phút này, trên người bà ta và Diệp Bắc Minh bị bao phủ bởi một làn sương lờ mờ. Nhóm tu võ giả vừa đi ngang qua bọn họ dường như bị mù. Diệp Bắc Minh không trả lời. Tiêu Phi Yên tiếp tục nói, thứ này cậu lấy ở đâu ra thế? Đại lục hỗn độn sinh ra trong khí hỗn độn, kể từ đó, tất cả khí hỗn độn ở thế giới ban đầu đã biến mất. Hơn nữa, Võ Cực Tông chủ đã chết, đoán chừng đại trưởng lão Ngô Thao của Điện Huyết Nguyệt cũng lành ít dữ nhiều. Nghe được lời này, Tiêu Trấn Quốc sửng sốt, không có khả năng. Lão Hà nuốt một ngụm nước bọt, Võ Cực Tông chủ và đại trưởng lão của Điện Huyết Nguyệt đã chết ư? Làm sao có thể chứ? Bạch Tông Hà mở miệng, Tù Vương, ngài đang nói đùa à? Tự mình xem đi. Tù sư khoát tay. Tàn tích tầm cung của Tiêu Phi Yên rung chuyển. Sau đó, một cái xác và một cái đầu bay ra từ đó. Không ai khác chính là Võ Cực Tông chủ. Hít. Lão Hà và Bạch Tông Hà hít sâu một ngụm khí lạnh. Lòng dạ của Tiêu Trấn Quốc sâu hơn một chút, nét mặt già nua đột nhiên tối sầm lại, chẳng lẽ tên nhóc này lấy được truyền thừa của Hoa tộc? Hay là một loại đan dược nào đó? Trừ những thứ này ra, tôi thật sự không thể tưởng tượng được tên nhóc này làm sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Tù sư gật đầu, bổn vương cũng có ý như vậy. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Bắc Minh biến mất, tên nhóc này nhất định là đạt được cái gì đó không tầm thường, bất kể là cái gì. Bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải biết, nói không chừng là chúng ta có thể có cơ hội tiến vào cảnh giới thần quân. Tim Tiêu Trấn Quốc đập thình thịch. Dường như có một cơ hội đang chờ đợi ông ta ở đâu đó. Ông ta hiếm khi có cảm giác như thế này. Vậy còn chờ gì nữa? Lập tức thông báo cho Điện Huyết Nguyệt và Võ Cực Tông, cũng như Tứ Đại Thánh Địa, Tù Tộc, nhà họ Tiêu tới bắt giữ Diệp Bắc Minh. Đế đô đã bị phong tỏa, tên nhóc này trốn không thoát đâu. Tiêu Trấn Quốc thở ra một hơi lạnh đến mức xương tủy, nói, cho dù có đào ba thước xuống đất cũng phải tìm tên nhóc đó cho tôi. Chấm. Đế đô, một góc của một con phố nào đó. Làm nhanh gọn cho tôi. Chỉ cần tìm ra tung tích của hai người này, chúng ta và con cháu sau này sẽ không có gì phải lo lắng nữa. Mỗi người trong đội tu võ giả đều cầm trên tay bức chân dung của Diệp Bắc Minh và Tiêu Phi Yên. Nhanh chóng lao tới phía trước và điên cuồng gõ cửa. Bọn họ không thấy được chúng ta. Khí hỗn độn, thế mà cậu lại có được khí hỗn độn. Tiêu Phi Yên trưng ra vẻ mặt kinh hãi. Giờ phút này, trên người bà ta và Diệp Bắc Minh bị bao phủ bởi một làn sương lờ mờ. Nhóm tu võ giả vừa đi ngang qua bọn họ dường như bị mù. Diệp Bắc Minh không trả lời. Tiêu Phi Yên tiếp tục nói, thứ này cậu lấy ở đâu ra thế? Đại lục hỗn độn sinh ra trong khí hỗn độn, kể từ đó, tất cả khí hỗn độn ở thế giới ban đầu đã biến mất.
Lúc này, Diệp Bắc Minh đã đi tới dưới bậc thang, chờ một chút. Cô gái xinh đẹp cùng cô hầu gái đang chuẩn bị quay trở lại. Nghe được giọng nói của Diệp Bắc Minh thì ngoảnh đầu lại. Là anh, người vừa bị bọn họ truy nã chính là anh. Anh to gan thế, còn dám xuất hiện ở đây. Cô hầu gái kêu lên. Diệp Bắc Minh phớt lờ cô ta. Nhìn thẳng vào người phụ nữ xinh đẹp, giúp tôi một việc, đưa tôi rời khỏi đế đô. Mỹ nhân xinh đẹp sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười, ha ha, tại sao tôi phải giúp anh? Diệp Bắc Minh nói thẳng, viên đan dược này là cho cô. Hiện tại, cô bảo vệ tôi. Cô hầu gái cau mày, anh đang nói nhảm cái gì vậy? Đi mau đi, nhanh lên. Nhưng đôi mắt của người phụ nữ xinh đẹp sáng lên, kinh ngạc thốt lên, là anh. Là tôi. Diệp Bắc Minh gật đầu. Người phụ nữ xinh đẹp trước mặt không ai khác chính là Nguyên Thi Vũ. Trước đó cô ta bị truy đuổi đến thần giới, muốn Diệp Bắc Minh bảo vệ cô ta, nhưng không ngờ ba lão già đó lại muốn giết cô ta. Diệp Bắc Minh giết chết ba lão già rồi trực tiếp rời đi, ẩn thân ẩn tên. Cô ta thậm chí còn không kịp hỏi tên Diệp Bắc Minh. Nguyên Thi Vũ rất kinh ngạc, anh thật sự là thánh tử của ma tộc sao? Diệp Bắc Minh lắc đầu, một hai câu cũng không thể giải thích rõ ràng, tôi cần cô giúp đỡ. Nguyên Thi Vũ hơi do dự, mặc dù tình hình của cô ta không mấy lạc quan. Nhưng cô ta vẫn gật đầu, anh muốn tôi giúp anh thế nào? Diệp Bắc Minh phun ra một câu, tôi muốn rời khỏi đế đô. Được. Nguyên Thi Vũ đồng ý, Giao Nhi, chuẩn bị xe. Cô hầu gái tên Giao Nhi bỗng nhiên lo lắng, điện hạ, việc này không được đâu. Hiện tại tình hình của điện hạ quá nguy hiểm, Tù Tuệ vẫn luôn muốn giết điện hạ, nếu điện hạ ở lại đế đô, cô ta sẽ không tùy tiện ra tay đâu. Nhưng nếu điện hạ rời khỏi đế đô, Tù Tuệ chắc chắn sẽ càng trắng trợn không kiêng nể hơn. Hơn nữa, điện hạ cũng đã nhìn thấy lệnh truy nã rồi. Nhà họ Tù và nhà họ Tiêu đều đang truy nã anh ta và một phụ nữ khác vì tội ám sát thần hậu. Họ dám ám sát cả thần hậu, thật là to gan liều lĩnh quá đỗi. Lời vừa dứt, một giọng nói khác vang lên, Tù Sư và Tiêu Trấn Quốc đang nói dối. Nguyên Thi Vũ và Giao Nhi nhìn sang. Chỉ thấy Tiêu Phi Yên bước tới, tôi chính là thần hậu Tiêu Phi Yên, Tù Sư và Tiêu Trấn Quốc muốn phản loạn, hai người không biết sao. Bà là thần hậu à? Giao Nhi hé cái miệng nhỏ ra hỏi. Nguyên Thi Vũ ngạc nhiên nhìn kỹ người trước mặt. Hai người chưa từng gặp thần hậu. Mọi chuyện xảy ra trong đế cung đều bị Tiêu Trấn Quốc và Tù Sư che giấu, họ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nguyên Thi Vũ hỏi. Diệp Bắc Minh nhanh chóng kể lại tất cả những gì đã xảy ra trong đế cung. Thân thể Giao Nhi run lên. Thế mà Tù Sư dám tạo phản. Nếu Tù Sư thật sự tạo phản, điện hạ càng không thể rời khỏi kinh thành, Tù Tuệ sẽ càng trắng trợn không kiêng nể gì. Đôi mắt Nguyên Thi Vũ lóe lên, dưới tổ ấm làm sao có trứng lành. Chuẩn bị xe ngựa. Một lúc sau, Giao Nhi cầm lái một chiếc xe ngựa, cùng 6 vị lão giả đi ra khỏi đế đô. Khi đến cổng thành, quả nhiên bị một nhóm tù võ giả của nhà họ Tù chặn lại, đứng lại, Tù Vương có lệnh. Không ai được rời khỏi thành. Làm càn, tôi thấy mắt chó của các người mù rồi. Giao Nhi đang cầm lái xe ngựa hét lên, tù binh, không nhìn thấy đây là xe của ai sao? Bên trong là điện hạ Thi Vũ đấy, các người dám ngăn cản cả xe của điện hạ à? Một người đàn ông trẻ tuổi đầu chọc bước ra khỏi đám đông. Anh ta khiêng một cây lang nha bổng, trên mặt và cổ đều có hình xăm. Tù binh lắc đầu cười nhạo. Trong nguyên tộc ai mà chẳng biết cô Giao Nhi là thị nữ thân cận của thánh nữ cơ chứ? Tiếc thay, đây là mệnh lệnh của Tù Vương, chúng tôi không thể trái lệnh. Từ trong xe ngựa, giọng nói của Nguyên Thi Vũ vang lên, Tù Vương. Tôi chưa bao giờ nghe nói nguyên tộc lại có một Tù Vương. Một tên tôi tớ mà cũng dám ngăn cản tôi, vả miệng cho tôi. Vâng, tiểu thư. Một trong những lão giả đáp lời, bước ra trước mặt tù binh. Bốp! Tù binh lập tức bị đánh văng ra, khóe miệng rỉ máu tươi, mẹ kiếp! Các người dám đánh tôi! Giao Nhi lạnh lùng cười nhạo, anh dám ngăn cản xe của thánh nữ, dù tôi giết anh thì có sao đâu! Cô!
lửa giận trong mắt tù binh đang bùng cháy. Anh ta sắp phát cáu lên. Bỗng nhiên. Ha ha ha. Một giọng cười nữ vang lên, dù đang giữa ban ngày nhưng khiến người ta cảm thấy rợn người. Nghe thấy âm thanh này, tù binh vội vàng khom lưng thi lễ, tiểu thư. Tù Tuệ. Khi nhìn thấy người vừa đến, gương mặt xinh đẹp của Giao Nhi tái nhợt. Sáu lão giả cũng lộ vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, cảnh giác canh gác xung quanh chiếc xe ngựa. Tù Tuệ rất xinh đẹp. Dáng người yểu điệu, phong thái quyến rũ muôn vàn. Hoàn toàn không thua kém Nguyên Thi Vũ. Nhưng, tất cả mọi người nhà họ Tù khi nhìn thấy Tù Tuệ đều không khỏi nuốt nước miếng một cách vô thức. Không ai trong nguyên tộc và tù tộc không biết đến thủ đoạn tàn khốc của người phụ nữ này. Chị Thi Vũ, sao vội vã đi thế? Tù Tuệ cười nhạt nhẽo nhìn về phía chiếc xe ngựa. Phía sau cô ta là hai lão giả mặc áo xám, mắt khép hờ, trông như vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Từ trong xe ngựa, Nguyên Thi Vũ lạnh lùng cười nhạo, cô không có tư cách hỏi tôi, tránh ra. Tù Tuệ đưa tay che miệng, ha ha, chị Thi Vũ đừng nóng giận chứ. Chúng tôi chỉ làm theo quy tắc thôi, chỉ cần chị Thi Vũ có thể chứng minh trong xe không có người khác, tôi đảm bảo sẽ lập tức cho đi. Bên trong xe ngựa im lặng một lúc. Ánh mắt Tù Tuệ dần lạnh lẽo, đưa mắt ra hiệu. Tù binh lập tức hiểu ý, dẫn người vây quanh xe ngựa. Bỗng nhiên, cửa xe ngựa mở ra, ngoài Nguyên Thi Vũ thì không có ai khác. Tù Tuệ ngẩn ra. Không có phù văn ngăn cách trên thân xe, thần niệm của cô ta lập tức quét khắp chiếc xe. Xác nhận chỉ có một mình Nguyên Thi Vũ. Tù Tuệ cười nói, chị Thi Vũ, chị có thể đi rồi. Hừ. Nguyên Thi Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng trong lòng đã dâng lên sóng gió kinh hoàng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Dạ công tử và Tiêu Thần Hậu đâu rồi? Ngay lúc trước đó, Diệp Bắc Minh bảo cô ta mở cửa xe. Nguyên Thi Vũ còn tưởng Diệp Bắc Minh sẽ xông pha chém giết ra khỏi đế đô. Không ngờ hai người lại biến mất. Ngay lúc chiếc xe ngựa sắp đi ra khỏi cổng thành, giọng nói của Tù Tuệ lại vang lên, họ có thể đi, nhưng ông phải ở lại. Bóng dáng như quỷ mị phóng ra. Một bước đến trước mặt lão giả vừa tát tù binh, nắm lấy vai ông ta rồi quăng mạnh ra ngoài. Lão giả kêu thảm một tiếng, đôi chân lập tức tan nát. Vô cùng thê thảm, quỳ gối trước cổng thành. Lão Đoạn. Năm lão giả còn lại hai mắt đỏ ngầu. Nguyên Thi Vũ nhảy ra khỏi xe giận dữ gầm lên, Tù Tuệ, cô quá to gan rồi. Dám đụng đến người của tôi. Tù Tuệ nở nụ cười hiền lành, chị Thi Vũ à, tính tôi vẫn luôn bảo vệ bênh vực người thân mà. Ông ta đánh người của tôi, chỉ có thể lấy mạng sống để đền tội thôi. Chị Thi Vũ còn không đi à? Không đi thì sẽ không có cơ hội nữa đâu. Cô! Nguyên Thi Vũ tức giận đỏ mặt. Lão giả nhìn thấy sự do dự của Nguyên Thi Vũ, đau đớn gượng cười, điện hạ, mạng già này của lão nô không đáng gì, xin điện hạ hãy đi đi. Nói rồi, ông ta giơ tay lên định đập vào đầu. Ầm! Đầu ông ta vỡ tan. Thi thể không đầu của lão giả đổ ập xuống. Đôi mắt đẹp của Nguyên Thi Vũ đỏ hoe. Nắm đấm dưới ống tay áo siết chặt, chúng ta đi. Chiếc xe ngựa nhanh chóng rời khỏi đế đô. Nụ cười trên gương mặt Tù Tuệ biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng đáng sợ, đem thi thể lão già này đi xé ra làm mồi cho chó. Vài bóng người nhanh chóng xông tới, kéo lê thi thể lão già đi. Những người còn lại run lẩy bẩy. Tù binh đến gần nịnh hót, tiểu thư, thật sự để Nguyên Thi Vũ đi như vậy sao? Tù Tuệ cười nói, anh nghĩ có khả năng không? Trước tiên hãy để cô ta vui vẻ một lúc. Khi cô ta nghĩ rằng mình đã thoát hiểm, chúng ta sẽ xuất hiện, anh nói xem liệu cô ta có tuyệt vọng không? Nhìn nụ cười của Tù Tuệ, tù binh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tới tận đỉnh đầu. Nếu thực sự rơi vào tay tiểu thư, chắc chắn anh ta sẽ tự sát ngay lập tức như lão giả vừa rồi. Chấm. Nửa canh giờ sau. Chiếc xe ngựa dừng lại bên ngoài một thung lũng. Tiểu thư, không có ai đuổi theo, chúng ta an toàn rồi. Giao Nhi thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, giọng nói của tù binh vang lên, các người chạy quá chậm rồi. Tiểu thư, cô hầu gái ngốc nghếch này thật đáng yêu, xin tiểu thư ban thưởng cho tôi nhé.
tù binh dẫn hơn chục người xông ra từ tứ phía. Giây tiếp theo, Tù Tuệ và hai lão giả áo xám nhảy xuống từ trên cao, nhìn cửa xe ngựa với vẻ khinh khỉnh. Chị Thi Vũ của tôi, chị chạy quá chậm rồi. Tới nửa canh giờ mới chạy được 500 dặm à, các người là rùa à. Lời vừa dứt, từ trong xe ngựa, giọng nói bình tĩnh của Nguyên Thi Vũ vang lên, có khả năng là chúng tôi đang đợi cô đấy. Nghe thấy những lời này, Tù Tuệ ngẩn ra. Một cảm giác bất an bao trùm lấy lòng cô ta. Gần như cùng lúc đó, một nguồn khí tức khủng khiếp tràn ra, hai lão giả áo xám giật mình. Họ lập tức chặn trước mặt Tù Tuệ, nhìn chằm chằm vào cửa xe ngựa, ai đó, lăn ra đây. Giây sau, một đạo kiếm khí xé toạc từ trong xe ngựa lao ra. Bộp, bộp. Hai đám huyết vụ bắn tung tóe. Máu me đầy một thân Tù Tuệ. Mẹ kiếp. Tù binh kinh hãi trước cảnh tượng ấy. Hít, cô. Tù Tuệ hãi hùng hít một hơi lạnh, kinh hoàng lùi lại, cô không phải Nguyên Thi Vũ, cô là ai? Các người không phải đang truy sát tôi sao? Một giọng nói nam vang lên. Diệp Bắc Minh bước ra khỏi xe ngựa. Thánh tử ma tộc Bắc Minh, thế mà lại là anh. Ngay khi nhìn thấy gương mặt này, trái tim Tù Tuệ đập loạn xạ, không hề do dự, cô ta lập tức quay lưng bỏ chạy. Diệp Bắc Minh chỉ niệm một cái trong đầu. Ảnh Thuấn. Chặn trước mặt Tù Tuệ, tung ra một quyền không chút khách khí. Phụt. Tù Tuệ phun ra một ngụm máu tươi, xương ngực và đan điền tan nát ngay tức khắc, té nhào như một con chó chết trước xe ngựa của Nguyên Thi Vũ. Tù binh gầm lên một tiếng, bảo vệ tiểu thư. Diệp Bắc Minh đạp mạnh xuống đất, một luồng ma khí cuồn cuộn bao trùm, hơn chục tù binh chạm phải ma khí này lập tức bị tan xác. Huyết vụ lan tràn khắp nơi. Chứng kiến cảnh tượng này, Tù Tuệ lập tức thay đổi sắc mặt, điềm đạm đáng yêu van xin, Thánh tử Điện Hạ, xin tha mạng ạ, người ta biết lỗi rồi, Điện Hạ cứ tùy ý xử lý người ta. Thật sao? Diệp Bắc Minh cười nhạt. Đôi mắt đẹp của Tù Tuệ sáng rực. Vừa gật đầu, vừa khẽ vặn vẹo thân hình quyến rũ, tất nhiên rồi, thánh tử muốn gì cũng được. Người ta cũng rất mượt mà đấy. Cô ta còn ưỡn ngực ra nữa. Tốt lắm. Diệp Bắc Minh tiến lại gần Tù Tuệ, giơ tay hướng về phía ngực cô ta. Chứng kiến cảnh này, Nguyên Thi Vũ cực kỳ sợ hãi, Diệp công tử, đừng bị cô ta lừa gạt. Giây tiếp theo, bàn tay Diệp Bắc Minh không hạ xuống ngực của Tù Tuệ, mà xoay qua bóp chặt cổ họng cô ta. Tôi muốn lấy mạng của cô. Tù Tuệ tái mặt kinh hoàng, hoàn toàn không kịp lên tiếng. Rắc rắc, một tiếng chói tai vang lên. Cổ họng cô ta vỡ tung ra. Nguyên Thi Vũ ngẩn người, khi phản ứng lại thì nhìn Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt kinh ngạc, sự tàn nhẫn quyết đoán của người này khiến cô ta khiếp sợ. Diệp công tử, nhà họ Tù sẽ nhanh chóng biết Tù Tuệ chết ở đây, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này. Nguyên Thi Vũ nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, không biết Diệp công tử có kế hoạch gì không? Diệp Bắc Minh khẽ động lòng, tôi muốn hỏi thăm cô Nguyên hai nơi. Được rồi, cứ nói đi. Nguyên Thi Vũ gật đầu. Diệp Bắc Minh liền thốt ra hai địa danh, Tháp Đế Cốt, Ngự Kiếm Tông. Nguyên Thi Vũ khẽ chau mày, tông môn trên đại lục hỗn độn có nhiều lắm, tôi chưa nghe đến Ngự Kiếm Tông, chắc không phải là tông môn lớn. Còn về Tháp Đế Cốt, tôi biết nơi đó. Ồ, cô biết à? Diệp Bắc Minh mở to mắt. Nguyên Thi Vũ vừa định nói thì giọng nói của Tiêu Phi Yên từ trong xe ngựa vang ra, trên khắp đại lục hỗn độn ai mà chẳng biết Tháp Đế Cốt. Cậu thực sự là thánh tử ma tộc à? Hay là cậu đến từ nơi nào khác đấy? Ha ha dạ thần. Diệp Bắc Minh nhíu mày. Tiêu Phi Yên cười thầm trong bụng. Bà ta đã đoán ra lai lịch của Diệp Bắc Minh, cố ý trêu chọc anh đấy. Tháp Đế Cốt là nơi nào vậy? Diệp Bắc Minh không suy nghĩ nhiều. Tiêu Phi Yên giải thích, Tháp Đế Cốt là phần mộ của vũ khí thiên hạ. Phần mộ của vũ khí, trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ sao động. Giọng nói của Tiêu Phi Yên tiếp tục vang lên, đúng vậy. Kể từ khi có tu võ giả trên đại lục hỗn độn, bất kỳ vũ khí nào có khí linh, sau khi chủ nhân của chúng qua đời. Chúng đều tự động bay đến bên trong Tháp Đế Cốt. Trải qua thời gian dài, Tháp Đế Cốt dần trở thành phần mộ của vũ khí trên thiên hạ. Má nó!
Diệp Bắc Minh không thể giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Trực tiếp buột miệng chửi thề. Thì ra còn có một nơi như vậy. Có thật không vậy? Tiêu Phi Yên lạnh lùng hừ một tiếng, bổn hậu cần phải lừa cậu sao? Nguyên Thi Vũ cũng gật đầu theo, Diệp công tử, lời Tiêu thần hậu nói là thật. Diệp Bắc Minh vội vàng thúc giục, đi, dẫn tôi đến tháp đế cốt. Tiêu Phi Yên nhíu mày, nhóc con, cậu đến đó làm gì? Bổn hậu nhắc nhở cậu một câu, đừng nghĩ đến việc đi đến tháp đế cốt là có thể được những vũ khí đó công nhận. Quả thực có rất nhiều người cũng nghĩ giống như cậu, muốn đến tháp đế cốt để kế thừa vũ khí của người xưa. Nhưng loại người này vạn người mới có một, trong một vạn tu võ giả khó có được một người thành công. Cậu đừng lãng phí sức lực nữa. Diệp Bắc Minh lắc đầu, cảm ơn lời nhắc nhở của bà, nhưng tôi có lý do bất đắc dĩ phải đến đó. Tất nhiên, các người cũng có thể cho tôi biết vị trí của tháp đế cốt, tôi tự mình đến cũng được. Tiêu Phi Yên khẽ nhíu mày. Nguyên Thi Vũ cũng ngẩn người tại chỗ. Một lúc sau, hai người gần như đồng thanh nói, tôi đi cùng anh. Chấm. Tháp đế cốt, toàn thân đều có màu xương trắng. Tháp này vô cùng đặc biệt, được xây dựng bằng xương trắng của các sinh linh. Giống như một ngôi mộ, chĩa thẳng lên bầu trời cao vút. Các loại vũ khí cắm trong khe hở của tháp đế cốt, càng lên cao, chất lượng vũ khí càng cao, số lượng cũng càng hiếm hoi. Lúc này, dưới chân tháp đế cốt, vô số ánh mắt chăm chú nhìn một người đàn ông đang nhanh như khỉ vượn leo lên đỉnh tháp, đến trước một thanh kiếm sắt đã rỉ sét, chính là mày rồi. Người đàn ông giơ tay nắm lấy thanh kiếm sắt rỉ, dùng sức giật mạnh. Xì xì xì. Thanh kiếm sắt rỉ thực sự bị anh ta rút ra. Ha ha, tôi thành công rồi. Người đàn ông phấn khích đỏ bừng khuôn mặt. Trời ơi, hắn thực sự thành công rồi. Ghen tị quá, thanh kiếm này dù đã rỉ sét, nhưng nghe nói là kiếm của kiếm thần Lý Cương Thuần khi còn sống. Có được thanh kiếm này, có lẽ sẽ được truyền thừa của kiếm thần. Dưới chân tháp đế cốt là một trận xôn xao. Đột nhiên, thanh kiếm sắt rỉ rung lên, tự phát ra một đạo kiếm quang. Phụt! Sượt qua cổ họng của người đàn ông. Tiếng cười của người đàn ông đột ngột dừng lại, thi thể từ độ cao hơn 100 mét rơi xuống đất. Thanh kiếm sắt rỉ lại cắm trở lại vị trí ban nãy, như thể không có gì xảy ra. Diệp Bắc Minh, Tiêu Phi Yên, Nguyên Thi Vũ cùng mọi người vừa đến hiện trường, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Tiêu Phi Yên lắc đầu, thấy chưa, tháp đế cốt có thể kiềm chế sức mạnh của tu võ giả. Mọi người chỉ có thể dùng sức mạnh thô bạo để leo lên, cho dù may mắn rút được một vũ khí, cũng rất có thể không được vũ khí đó công nhận mà bị giết chết. Tôi khuyên cậu đừng đùa với tính mạng của mình. Ánh mắt Diệp Bắc Minh dao động. Nhanh chóng hướng về phía tháp đế cốt. Khi anh lại gần phạm vi trăm trượng của tháp đế cốt. Bỗng nhiên. Ầm ầm. Toàn bộ tháp đế cốt rung chuyển dữ dội, tất cả vũ khí phía trên cũng run rẩy, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt lập lòe. Đây là dấu hiệu của khí linh sống lại. Mẹ kiếp, vạn khí cộng minh, thực sự là vạn khí cộng minh. Lần trước vạn khí cộng minh xuất hiện đã rất lâu rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 105.